Mục thần ký tập 537 đến 540, Đại Hồng Liều Mạng, quả trứng cổ thần thứ ba chúc các bạn xem video vui vẻ. Sau khi chúng ta trở lại Duyên Khang, chỉ cần dùng sinh tử bộ cha một chút, liền sẽ biết nàng một thế này tên gọi là gì, đầu thai tới nơi nào. Duy nhất một chút không thể xác định là nàng phải chăng đã chết đủ 99 lần. Hắn thở phào một hơi, nếu như đã chết đủ 99 lần, chu tước thần hồn sẽ thức tỉnh, minh ngộ hết thảy kiếp trước. Mà lại, hắn lung lay chu tước linh vũ trong tay, cười nói có cây linh vũ này ở đây tìm được nàng cùng phá toái tàn hồn khắc càng thêm dễ dàng yên nhi vui đến phát khóc tần mục cũng thời điểm buông xuống một cọc tâm sự loại phương thức giải quyết này có thể xưng hoàn mỹ chỉ là hắn còn có một chút bất an nếu như thức phỉ nhân không có chết đủ 99 lần thì sao đây vạn nhất nữ tử này trong khi đọ sức cùng âm thiên tử đã thông minh giả hoạt đến trình độ cả âm thiên tử đều giết không được nàng thì sao hẳn là sẽ không tần mục tự an ủi mình âm thiên tử rất lợi hại chẳng lẽ ngay cả một tiểu nữ hài chu tước hồn chưa thức tỉnh đều làm không xong hắn luôn luôn là sát thủ mỹ nhân giết nữ nhân đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp đặc biệt lành nghề lãng uyển bài học cuối cùng đột nhiên hắn tỉnh lại một chuyện hơi nghi hoặc một chút hiện tại lăng thiên tôn nguyệt thiên tôn cùng vân thiên tôn đều không ở tiêu hán thiên đình đến cùng xảy ra chuyện gì cần ba vị này thiên tôn đồng thời xuất động vân thiên tôn cùng nguyệt thiên tôn thì cũng thôi đi thực lực của bọn người cao thâm mặt chắc nhưng mà lăng thiên tôn cũng không phải lấy chiến lực tăng trưởng trên thực tế, tu vi cảnh giới Lăng Thiên Tôn một mực rất thấp, lần trước Tần Mục gặp được Lăng Thiên Tôn lúc, nàng cũng bất quá mới là chân thần cảnh giới, đối với nàng mà nói, cảnh giới cao thâm hay không dâu ria, cuối cùng muốn là nghiên cứu thần thông của mình, lần này Lăng Thiên Tôn cũng không ở thiên đình, nói rõ sự tình rất khẩn cấp rất nghiêm trọng, Thiên Long bảo liễn dừng lại, Tần Mục lặng lẽ chui vào tiêu hán thiên đình, tìm được trụ sở Lăng Thiên Tôn, rất nhiều ngựa con đòn trúc vẫn đang kiểm tra các bản thảo tán loạn, chỗ ở Lăng Thiên Tôn vẫn là một mảnh hỗn độn lộn xộn không chịu nổi yên nhi thấy cảnh này nhịn không được bệnh cũ tái phát ân cần giúp lăng thiên tôn chỉnh lý một phen tần mục cũng hỗ trợ chỉnh lý những sách này bản thảo đột nhiên từ đó phát hiện một chồng bản vẽ không khỏi ngơ ngẩn hắn phi tốc đem chồng chất bản vẽ này lật xem một phen lăng thiên tôn vẽ là bản vẽ của một nữ tử cùng các loại tàu hóa phù văn lãng uyển tần mục giật mình trong lòng bất quá hắn lật một cái xác nhận lăng thiên tôn biến thành hẳn là lãng uyển thời kỳ thiếu nữ lúc này lãng uyển hình dung mỹ hảo thanh thuần mà tràn ngập sức sống, để cho người ta nhìn liền nhịn không được trong lòng thình thịch đập loạn, có một loại cảm giác yêu đương. Hậu thế lãng uyển thần vương cùng tạo vật chủ lãng uyển thời thiếu nữ so sánh, mặc dù càng đẹp, nhưng mà một trái tim dần dần băng lãnh, thiếu đi tình cảm, nhiều lý trí. Lang Thiên Tôn vẽ mặc dù không có đạt đến họa đạo, nhưng mà vẽ thiếu nữ đẹp lại được nàng miêu tả, hiển nhiên nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy lãng uyển. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lại lật nhìn bản vẽ khác, trên bản vẽ khác phần lớn là tạo hóa phủ văn. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm đến một loại bản vẽ khác, đó là một kiện bản vẽ thần khí cực kỳ khổng lồ phức tạp, Tần Mục nhanh chóng lật xem một lần, sắc mặt ngưng trọng, tạo hóa thần khí, đây không phải một kiện thần khí, mà là một tòa thần khí, tạo hóa thần khí cực kỳ khổng lồ, cực kỳ phức tạp, là quái vật khổng lồ đem tạo hóa chi đạo phát huy đến cực hạn, chẳng lẽ tòa tạo hóa thần khí này chính là tòa tạo hóa thần khí kia trong Tạo Phụ Thiên Cung hậu thế, nguyên mẫu phu nhân sáng tạo vân sơ tụ, thập thiên tôn chế tạo thần khí ngự thiên tôn dùng đều là tòa tạo hóa thần khí này. Tần mục trầm ngâm, bản vẽ cực kỳ phức tạp, dựa theo vật liệu cần thiết đến xem. Thế gian không có một loại thần kim thần thiết có thể chế tạo ra tạo hóa thần khí, cho dù quy khư uyên thiết, thiên âm chi kim loại bảo vật này cũng không được. Quy khư uyên thiết, thiên âm chi kim đều ẩn chứa tự nhiên đạo vận, có thuộc tính của mỗi người, mà rèn đúc tạo hóa thần khí cần một loại thần kim không mang theo bất luận thuộc tính nào mới có thể đem tạo hóa chi đạo phát huy đến cực hạn. Khó trách Vân Thiên Tôn sẽ đi chiêu dương điện trộm bảo, mục đích của hắn ngoại trừ thái đế ấn cùng thái đế tế đàn còn có chính là tìm được một loại bảo vật có thể hoàn mỹ phù hợp tạo hóa tri đạo loại bảo vật này hoàn toàn chính xác chỉ có thể xuất hiện tại tổ đình hắn lại nhìn thấy một vài bản vẽ khác đó là thần thức phù văn được bao hàm trong thái đế ấn cùng thái đế tế đàn làng thiên tôn giải tỏa kết cấu thái đế ấn cùng thái đế tế đàn từ đó tìm hiểu ra thần thức phù văn tạo vật chủ thái của thời đại mặc dù có thần thức cường đại nhưng cũng không có phát triển hướng theo phương diện phù văn này đối với đại đạo phù văn là trống rỗng nếu như thái đế ở đây nhìn thấy lăng thiên tôn giải tỏa kết cấu thần thức phù văn chỉ sợ sẽ bùi ngùi mãi thôi nhận định lăng thiên tôn là đạo hữu của hắn nhưng sau một khác liền sẽ thống hạ sát thủ đối với nàng tần mục nhìn xem thần thức phù văn do lăng thiên tôn sửa sang lại ánh mắt chốc động lăng thiên tôn say mê học thuật đối với ngoại vật thì không chút nào để ở trong lòng ngựa thiên tôn đã từng nói nàng tư chất ngộ tính còn cao hơn mình có lẽ ngựa thiên tôn khiêm tốn nhưng tư chất ngộ tính của lăng thiên tôn tuyệt đối cực cao thần thức thái đế phù văn hẳn là vân thiên tôn yêu cầu nàng giải tỏa kết cấu đi ra nhờ vào đó suy đoán nhập điểm của thái đế nói cách khác vân thiên tôn căn cứ những thần thức phù văn này suy đoán ra sơ hở đại la vô thượng thần thức của thái đế ở trong thái hư bày ra một bẫy dập nhằm vào thái đế lĩnh vực vô thượng thần thức của thái đế bị phá giải thời điểm hắn đang thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực chính là tử kỳ của hắn nhìn thấy những bản vẽ này tần mục đột nhiên minh bạch vì sao cần ba vị thiên tôn đồng thời xuất động bọn người tiến về thái hư chuẩn bị xuống tay với Thái đế, ánh mắt của hắn sáng tỏ không gì sánh được, ngẩng đầu lên, những năm này Lang Thiên Tôn không có tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu vật chất không đổi, mà là đem tạo hóa chi đạo thôi diễn đến cực hạn, lại thêm nghiên cứu thần thức Thái đế, chậm trễ nàng rất nhiều thời gian, bất quá, Vân Thiên Tôn cũng nhờ đó mà xác lập được biện pháp đối phó Thái đế cùng cổ thần thiên đế, Thái hư, giờ phút này chỉ sợ đã có đại chiến phát sinh, tâm thần tần mục khuấy động, chỉ là hiện tại, hắn đã không kịp chạy tới quan sát đánh một trận ảnh hưởng hậu thế này thái hư chi địa một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến thái đế dáng người vĩ ngạn kia đập vụn bầu trời thái hư chi địa đập vụn các tinh thần tạo vật chủ quan tưởng tạo vật mà thành phá hủy nhật nguyệt sông núi để thế giới đám người thái hư tạo vật chủ dùng thần thức sáng tạo sụp đổ thần thức kinh khủng phản phệ đảo ngược trùng kích xông vào đại não thái hư tạo vật chủ nguyên bản thái hư chi địa một mảnh tường hòa lập tức biến thành một đồ lục tràng lớn lao các tạo vật chủ trốn vào thái hư chi địa bị thần thức cường đại phản phệ không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời, mở ra miệng rộng, thần thức mất khống chế tràn vào trong miệng của bọn người, đánh nát thần thức của bọn họ, đánh nát đầu óc của bọn họ, chấn vỡ suy nghĩ của bọn họ. Thái hư chi địa tổng cộng có hai khối, trên một khối thái hư chi địa khác, thiếu nữ Lãng Uyển thần vương lúc này ngơ ngác nhìn một màn, Vân Thiên Tôn đứng tại bên cạnh nàng, nói khẽ: "Lãng Uyển, ngươi cùng tộc nhân của ngươi không hiểu được âm mưu quỷ kế, hôm nay ta cho người học một khóa, cũng là bài học cuối cùng." Sắc mặt hắn phức tạp, nói: vì chủng tộc sinh tồn có thể không tức hết thảy thủ đoạn lãng Uyển thần vương há to miệng nhìn về phía những tộc trưởng trưởng lão của các tộc tạo vật chủ sau lưng vân thiên tôn kia bọn người không có người nào đứng dậy đi chặn đánh thái đế ngăn cản thái đế đồ sát vì chủng tộc tồn tục hết thảy hy sinh đều là đáng giá vân thiên tôn dùng một loại ngữ khí đạm mạc hướng lãng uyển tiếp tục nói khối thái hư chi địa thứ nhất có thể tùy ý để thái đế phá hủy tạo vật chủ nơi đó cũng do hắn giết thần thức sụp đổ trong thái hư sẽ đem thái hư chi địa hóa thành tuyệt cảnh những thần thức kia không chỉ có phản vệ chúng ta, đồng dạng cũng phản vệ thái đế, tu vi càng mạnh, phản vệ càng mạnh, hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta dùng cái chết của trăm vạn tộc nhân của ngươi đổi lấy tính mệnh mười vạn người sau lưng ngươi. Thiếu nữ lãng huyền giống như khẩn cầu nhìn về phía các tộc tộc trưởng, trưởng lão, tộc trưởng, trưởng lão các tộc sau lưng, một trăm ngàn vị tạo vật chủ, mau cứu bọn người đi. Lãng huyền nghe được mình dùng một loại thanh âm xa lạ khẩn cầu bọn người, cầu các ngươi, 98 vị tộc trưởng, Trường lão tạo vật chủ cổ xưa nhất thần thức quấn quyết lấy nhau hóa thành thần thức ba động dị thường to tràn đầy vui sướng vì chủng tộc tương lai mà chịu chết lãng uyển thánh nữ bộ tộc tạo vật chủ chúng ta vì chủng tộc tồn tục hết thảy hy sinh đều là đáng giá chúng ta cũng chuẩn bị xong thái đế thân tử đạo chưa tiêu lãng uyển đi vào tuyệt tình đạo sau khi vân thiên tôn lần đầu tiên đạp vào vùng thiên địa xa lạ này hắn liền thường xuyên đến đến nơi đây vì bộ tộc tạo vật chủ bày mưu tính kế giảng giải các loại mưu lực cho lãng uyển cùng với các tạo vật chủ ý đồ để các tạo vật chủ trong này minh bạch như thế nào lừa gạt nhưng một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ đây là do hoàn cảnh chỗ bộ tộc tạo vật chủ nghỉ lại quyết định nơi này đều là tạo vật chủ hướng tới không buồn không lo sinh hoạt nếu không cũng sẽ không chạy trốn tới nơi này thành lập thái hư đồng dạng cũng là do bọn người tu luyện thần thức quyết định ở trong bộ tộc tạo vật chủ không cần hoang ngôn không cần lừa gạt bọn người giao lưu thần thức thần thức lẫn nhau nhẹ nhàng đụng vào liền biết lẫn nhau hết thảy suy nghĩ trong lòng lừa gạt cùng hoa ngôn trong này hoàn toàn không có thổ nhẫn sinh tồn lúc trước tiên linh La tiêu sở dĩ có thể rời khỏi thái hư đi nơi khác thu thập tin tức cũng là bởi vì hắn người thông minh nhất trong bộ tộc tạo vật chủ nhưng mà la tiêu cũng không có học được lừa gạt lãng nguyên bọn người không ngờ tới là vân thiên tôn cho các tạo vật chủ lên bài học cuối cùng vậy mà tàn khốc như thế tàn khốc đến lừa gạt tầm nhân trên một mảnh đại lục khác dùng tính mệnh trăm vạn người cùng thái hư chi địa bị phá hủy để hạn chế thực lực của thái đế mà 98 vị trưởng lão cùng tộc trưởng kia lại còn đồng ý đề nghị của hắn. Mục đích của Vân Thiên Tôn cùng 98 vị tộc trưởng, trưởng lão kia, Vèn vẹn dùng tính mệnh trăm vạn người, đổi tính mệnh của 10 vạn người. Một ngày này, thiếu nữ lãng huyền trải qua ngơ ngơ ngác ngác, nàng nhìn thấy một thái hư chi địa khác hoàn toàn bị phá hủy, vùng đại lục mênh mông vô ngần kia, các tạo vật chủ sáng tạo tinh không, ước vạn tinh thần, sáng tạo núi non sông ngòi hồ nước biển cả, sáng tạo hết thảy sinh vật, đều bị hủy diệt, hóa thành dòng lũ thần thức vô chủ. Thần thức sụp đổ mang tới ác quả quá nghiêm trọng, làm cho cả thái hư chi địa đều lâm vào trong suy nghĩ là đại khủng bố. Tâm em, để trong này biến thành một chỗ đáng sợ không gì sánh được, thần thức vô chủ lộn xộn lại kinh khủng sẽ cảm ứng được ma trong nội tâm của ngươi, đem nó biến thành sự thật. Đồng dạng, những thần thức kinh khủng này sẽ cùng thần thức của ngươi tiếp xúc, ô nhiễm thần thức của ngươi. Mảnh vô thượng tịnh thổ này hoàn toàn bị ô nhiễm, một khối thái hư chi địa khác, chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ bị phá hủy bởi vì Thái Đế đã tới, 98 vị tộc trưởng cùng trưởng lão theo mưu kế đám người Vân Thiên Tôn, cùng Thái Đế huyết chiến, chết một vị lại một vị, cuối cùng đem Thái Đế dẫn dụ đến vào trong cặm bẫy, bẫy dập là Vân, Nguyệt, Lăng ba vị Thiên Tôn nhằm vào Đại La Vô thượng thần thức của Thái Đế và thiết kế, nhằm vào nhược điểm trong thần thức của Thái Đế và bố cục, nhưng mà đại giới cũng cực kỳ đáng sợ, vì chu sát Thái Đế, bọn người không tiếc mượn tay của Thái Đế hủy diệt Thái Hư chi địa, lộn xộn vô chủ thần thức tràn ngập Thái Hư dùng cái này áp chế tu vi thái đế vì chu sát thái đế bọn người cơ hồ đem thánh vật các tộc tân tân khổ khổ vô số người ngày đêm tế tự cống hiến ra hết để vây khốn thái đế bọn người đem thái đế dẫn vào đại lục hoa sen khởi động bẫy dập ba vị thiên tôn thiết kế dùng tạo hóa chi đạo để khắc chế thần thức thái đế tạo vật vô số sợi dễ xúc tu thô to từ trong hai chân thái đế phá vỡ huyết nhục mà ra sợi dễ xúc tu đâm vào đại lục hoa sen đem nhục thân thái đế cố định bọn người liều chết đánh một trận chiến khiến cho thái đế không thể không thi triển vô thượng thần thức lĩnh vực nhưng mà vô thượng thần thức lĩnh vực thi triển đi ra liền đã chú định thái đế sẽ tử vong đồng thời cũng đã chú định tử vong của bọn người giờ khác này vân nguyệt lăng ba vị thiên tôn đồng thời xuất thủ nghi chuyển vô thượng thần thức lĩnh vực đem thái đế còn có cả các tộc trưởng trưởng lão còn lại cùng một chỗ phong ấn ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực thái đế vô thượng thần thức lĩnh vực trở thành một cây rơm dạ cuối cùng với chết chính bản thân mình ba vị thiên tôn tuổi trẻ đứng ở ngoài vô thượng thần thức lĩnh vực nhìn xem hết thầy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thái đế cư dư thị cho dù thiên đế xuất lĩnh cổ thần cũng không có thể cầm xuống, không thể giết chết, cứ như vậy chết trong tay bọn người. Thái đế, bị tạo vật chủ tôn làm vô địch nhục thân, vô địch thần thức, bây giờ nhục thể của hắn tử vong, thần thức vĩnh phong, mà hết thảy điều này đều xuất phát từ trong tay ba vị tuổi trẻ thiên tôn nhân tộc, ba người các ngươi. Thần thức thái đế bị băng phong trong lĩnh vực của mình, thần thức còn tại kịch liệt dung chuyển, nhưng mà ba động càng ngày càng nhẹ nhàng hắn nhìn ba gương mặt trẻ tuổi ngoài lĩnh vực một tia thần thức cạn kiệt duy nhất hắn có khả năng điều động cuối cùng hóa thành thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa ta sẽ đem bọn ngươi ba người giết chết từng tên để báo thâm cửu đại hình hôm nay các ngươi đã nhất định sẽ từng tên chết trong tay ta thi thể của các ngươi sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta làng thiên tôn nâng lên một ngón tay đầu ngón tay nhảy nhót một mảnh phù văn thật nhỏ bổ sung vào trong vô thượng thần thức lĩnh vực nàng giống như bù đắp một mảnh ghép hình cuối cùng bẫy dập hoàn toàn khởi động thái đế bị triệt để phong ấn thái đế rốt cục chết rồi chúng ta cũng nên trở về lăng thiên tôn nói nguyệt thiên tôn nhìn lại bốn phía thái hư chi địa còn sót lại khắp nơi đều là quái vật do tâm ma sở sinh đã biến thành nơi không thể nghỉ lại nàng không khỏi lộ ra vẻ thương hại nói như vậy bọn người vân thiên tôn đi đến phía các tạo vật chủ may mắn còn sống sót còn sót lại mấy tộc trường cùng trường lão nói cho hắn biết chúng ta sẽ mang tộc nhân còn lại di chuyển đến bờ bên kia của thái hư chi địa y theo tiên linh tiên đoán thứ hai mà chế tạo hư không kiều thành lập một thế giới không buồn không lo tại bờ bên kia. Vân Thiên Tôn gật đầu, ta sẽ còn thỉnh thoảng trở về, trợ giúp các người, thẳng đến khi các người đem bỉ ngạn thế giới sáng tạo ra. Nguyệt Thiên Tôn cũng sẽ trợ giúp các người thiết kế lối vào từ hư không kiều đến bỉ ngạn thế giới. Nàng thiết kế ba cái phòng ở, có thể cam đoan những người khác không cách nào tìm được bỉ ngạn thế giới. Nói rồi, hắn đến bên cạnh lãng uyển, thiếu nữ lãng uyển vẫn còn yên lặng trong bi thương lớn lao. Ta đã từng ưa thích qua ngươi, nhưng sau này sẽ không bao giờ nữa thiếu nữ tạo vật chủ này suy nghĩ xuất thần đột nhiên rơi lệ nhưng mà ngước khí lại dị thường bình tĩnh đi theo đại bộ các tạo vật chủ đội di chuyển cũng không quay đầu lại nói ta muốn ta sẽ không bao giờ lại thích bất kỳ kẻ nào vân bài học cuối cùng của ngươi cho ta xúc động rất lớn vì chủng tộc của ta ta sẽ trở thành một người khác vân thiên tôn kinh ngạc đứng ở nơi đó nhìn xem thân ảnh của nàng đi xa trong lòng đột nhiên có một tia đau đớn hắn rất muốn nói cho nữ hải này không cần giống như hắn rất muốn nhìn lấy nàng giống vô ưu vô lự như trước, hắn rất muốn lớn tiếng gọi nàng lại, muốn hứa hẹn thứ gì. Cuối cùng, trên mặt hắn treo một vòng dáng tươi cười, nghe được trong miệng mình chỉ nói ra một chữ, tốt, lãng uyển nghe được câu này, thân thể hơi rung, cuối cùng hạ quyết tâm, dần dần từng bước đi đến. người Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn đi vào bên cạnh hắn, Vân Thiên Tôn đem trong lòng phiền muộn xóa đi, lại phấn chấn tinh thần, cười nói, chúng ta cũng nên đi, nhân tộc còn cần chúng ta, ba người bọn họ rời khỏi nơi bị phá toái này. Trong lúc lơ đáng, bọn người quay đầu nhìn lại, tạo vật chủ may mắn còn sống sót đại như tổ tông bọn người, gian khổ di chuyển, hành tẩu trong thế giới thái hư chi địa bị phá diệt. Từ nơi này đến bỉ ngạn thế giới, may mắn còn sống sót 100.000 tạo vật chủ, lại có thể sống sót bao nhiêu đây? Bọn người Vân Thiên Tôn không biết đáp án, bất quá tần mục từng nghe Lãng Uyển nói qua, còn sống tiến vào bình ngạn thế giới chỉ có hơn hai vạn người. Thanh điều đột kích, hoa cái tre không đám người Vân Thiên Tôn đi tới bên ngoài Thái Hư, lại một lần quay đầu, chỉ thấy thái hư nguyên bản ẩn nấp ở trong hư không giờ phút này đã bị thái đế xé rách, hiện ra từng đạo hào quang, Tiêu Hán Thiên Đình, trụ sở Lang Thiên Tôn, Tần Mục đem tất cả bản vẽ buông xuống, nhắm mắt lại, trong đầu của hắn đã nổi lên tình hình thái hư chi chiến, mỗi một cái trình tự của Vân Thiên Tôn đều phản ứng vô cùng rõ ràng đến trong đầu của hắn, biến thành hình ảnh này đến hình ảnh khác, từ lúc thái đế thần thức đè sập lấy thái hư chi địa, mượn thần thức sụp đổ oanh sát ngàn vạn tạo vật chủ, đến thủ lĩnh tạo vật chủ dụ địch xâm nhập đem thái đế dẫn vào bẫy dập lại đến khi Lang thiên tôn giải tỏa kết cấu thái đế ấn cùng thái đế tế đàn nội bộ cấu tạo bẫy dập vân thiên tôn thiết kế Lang thiên tôn bố cục vô thượng thần thức lĩnh vực những sự kiện này hắn mặc dù không có tận mắt nhìn đến nhưng bằng vào những bản vẽ này của Lang thiên tôn hắn liền có thể suy đoán ra chi tiết trận tuyệt sát này sau một lúc lâu tần mục mở mắt ánh mắt chớp động trầm giọng nói yên nhi long phi chúng ta đi trên thiên hà phía ngoài tiêu hán thiên đình chờ đợi yên nhi hiếu kỳ nói chờ đợi ai là bọn người vân thiên tôn sao không tinh quang trong mắt tần mục bắn ra bốn phía chúng ta đợi đại hồng thái đế mà chết đại hồng tất nhiên sẽ mang hận đến đây phá hủy tiêu hán thiên đình tần mục trầm giọng nói tại tây cực thiên của tây đế bạch hổ ta ngăn hồng lại để hắn không cách nào hãm hại tây đế hắn tại dưới tình huống không có lý do gì xuống tay với tây đế còn muốn hướng ta đòi một cái phiếu nợ nói ta thiếu nhân tình của hắn tính cách của hắn có thủ tất báo vân thiên tôn giết nhục thân của hắn khốn thần thức của hắn hắn tất nhiên mang hận đến đây báo thù yên nhi cùng long kỳ lân trong lòng giật mình vội vàng theo hắn đi vào bên ngoài tiêu hán thiên đình long kỳ lân buộc tốt giá xe tần mục ngồi trong bảo sau bức rèm tre lấy lại bình tĩnh lấy ra kiếm hoàn nhẹ nhàng phất một cái kiếm hoàn lưu động hóa thành một thanh thần kiếm nằm ngang ở trên đầu gối của hắn sáu con thiên long lôi kéo bảo liễn rừng trên thiên hà ở trước tiêu hán thiên đình tần mục giơ kiếm ngang đầu gối nhắm mắt dưỡng thần lặng lặng chờ đợi Vân Thiên Tôn giết Thái Đế ở trong Thái Hư, hắn bố cục, tần mục đều thấy rõ ràng minh bạch, nhưng tiêu hán thiên đình cũng không phải Thái Hư chi địa, bởi vậy bố cục Vân Thiên Tôn, tần mục không cách nào xuất hiện, hắn có khả năng dựa vào, chỉ có thể là biện pháp lăng thiên tôn phá giải Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn. Bất quá, Đại Hồng cũng cực kỳ cường đại, lúc ở trong tổ đình, một trận chiến giữa hắn cùng chuyển thế thân của thiên đế đã hiển thị rõ chiến lược của hắn rất kinh khủng. Tần mục biết rõ thực lực của mình cùng hắn khác rất xa, có thể dùng biện pháp lăng thiên tôn đến phá giải hắn đại la vô thượng thần thức cùng vô thượng thần thức lĩnh vực hay không tần mục không có bất kỳ nắm chắc thiên hà chi thủy từ tây hướng đông chảy xiết ở trên trời trùng trùng điệp điệp ngày đêm không thôi thiên long bảo liễn ngừng ở ngoài tiêu hán thiên đình mặc cho phía dưới nước sông chảy xiết chiếc bảo liễn này lại không nhúc nhích tí nào đại nhật lặn về tây đèn hoa treo trước bảo liễn sáng lên thái âm rủ xuống đại nhật từ đông hải bốc lên như vậy mấy ngày đêm qua đi trong lúc đó còn hạ một trận mưa mỏng, đó là trong nguyên giới náo loạn nạn hạn hán, có đám người trong bộ lạc nào đó đem ba cặp đồng nam đồng nữ hiến tế cho cổ thần vũ sư, vũ sư ăn hài đồng, liền tới chiếu ảnh là mưa xuống nguyên giới, bởi vì ngại tế phẩm quá ít, bởi vậy chỉ tạo ra một lớp mỏng nước mưa, tiếp đó tiếng khuyên bảo như sấm nói cho đám người phía dưới, muốn nhiều chút nước mưa liền phải hiến tế càng nhiều đồng nam đồng nữ. Sau khi vũ sư mưa xuống, lại có hạn bạt làm hại, xích giã ngàn dặm, đem mặt đất nướng đến khô cạn rất nhiều thần thông giả chạy đến tiêu hán thiên đình xin mời trong thiên đình thần nhân tiến đến hàng phục hạn bạt đám người vội vã từ bảo liễn bên cạnh bay qua tần mục vẫn như cũ không nhúc nhích yên nhi chờ đến có chút nóng lòng trông mong nhìn bốn phía đã thấy hư ảnh lối công điện mỗ phi nhanh trong tầng mây thiên lôi trong tay không ngừng đánh tới lôi âm cuồn cuộn điện quang bắn xa bốn phía lại là đang đuổi theo truy nã mấy tạc nhân chui vào huyền đô trộm lấy thiên hòa nguyên giới này thường ngày đều bình thường như vậy cổ thần chiếm cứ sân khấu rất lớn đương nhiên loại cảnh tượng này hậu thế đã rất khó thấy yên nhi ngay đang nhìn quanh đột nhiên chỉ nghe một thanh âm như khóc như tố từ đằng xa truyền đến cao giọng thê lương kêu to đại hồng đại hồng yên nhi giật mình trong lòng long kỳ lân cũng lập tức đứng dậy sáu con thiên long kia lập tức gần cốt bùn rùn cơ hồ ngồi phịch ở trên mặt sông nơi xa một đầu đại điểu vỗ cánh hướng bên này bay tới xa xa đã cánh chim màu vàng đen che khuất bầu trời giống như một mảng lớn mây đen bay về phía tiêu hán thiên đình đại điểu càng ngày càng gần lộ ra càng lúc càng lớn, nó mở ra cánh chim, vậy mà giống như có thể đem tiêu hán thiên đình hoàn toàn che khuất. Thiên long bảo liễn hoa một cái đột nhiên bay lên, quay tròn xoay tròn ở trên bầu trời, nắp dù càng lên càng cao, từng đạo hoa cái nan dù bốc lên đến trong vòng trời, tương dung cùng thanh thiên, hóa thành 49 thiên đạo nghiêng rủ xuống, bao lại tiêu hán thiên đình. Tần mục ngồi trong xe, trầm giọng nói, đại hồng, hồi lâu không thấy, sao không đến đây gặp mặt, đại điểu màu vàng đen kia nghe được thanh âm này, ánh mắt sáng như tuyết hướng bên này quét tới một cỗ thần thức trùng trùng điệp điệp như thiên hồng bắn ra phô thiên cái địa đó là thần thức của đại hồng hắn dùng không phải vô thượng thần thức lĩnh vực đối phó nhân tộc thiên tôn nho nhỏ dạng này như tần mục hắn còn khinh thường vận dụng loại tuyệt học như vô thượng thần thức lĩnh vực này tần mục theo kiếm bất động thôi động bá thể tam đan công thần thức của hắn lập tức hóa thành một mảnh đại la thiên đem thiên long bảo liễn bao lại thần thức hai người va chạm thiên hà chi thủy bốn phía cuồn cuộn. cuộn chỉ còn lại có phương viên nhàn trượng bốn phía cách thiên long bảo liễn mới an toàn lấy thiên long bảo liễn làm trung tâm hình thành một viên cầu khổng lồ bên ngoài viên cầu sóng nước ngập trời trong viên cầu gió êm sóng lặng tần mục nín thở ngưng thần cảnh giới của hắn mặc dù không cao nhưng thần thức của hắn cũng tuyệt đối cường đại đại hồng cũng không phải toàn lực công tới chỉ vận dụng thần thức công kích hắn có thực lực ngăn lại thần thức hai người va chạm tần mục đột nhiên biến chiêu hóa thành linh thai thần tàng lĩnh vực linh thai là đạo nhất âm dương nhị khí cùng một chỗ hóa thái cực lại nổi lên thiên địa khai ích lại lên địa thủy phong hòa Trừ thiên tinh đấu hiện lên thiên công thổ bá các loại tất cả chư thần các ti kỳ trước các ti kỳ vị lập tức san sát thiên cung nhổ đất lên lĩnh vực của hắn nở rộ ngành sinh sinh đánh tan thần thức đại hồng thiên hà phun trào lũ lụt đột nhiên lắng lại thần thức đại hồng cuốn lên đầu sóng cao tới mấy trăm trượng cũng xoát một tiếng rơi xuống gió êm sóng lặng thản nhiên trong nháy mắt thần thông hai người va chạm đại hùng bay về phía tiêu hán thiên đình giờ vút chụp vào hoa cái hoa cái đó là tọa giá 700 trăm ngàn năm sau thiên đình thiên tôn luyện ra bản thân bảo liễn chính là một kiện dị bảo do các loại bảo vật tạo thành phía trên vẽ hoa văn đại biểu cho thiên công thổ bá cổ thần tứ ngự đế các loại chư thần thập thiên tôn thiên đình vì tan giã tần mục cùng cổ thần liên minh đem bảo liễn này đưa cho hắn tần mục đem hoa cái tế lên hóa thành chính là thiên công trong nháy mắt ngay khi đại hồng chụp vào hoa cái thần tàng lĩnh vực của hắn cũng khuếch trương bá một tiếng vang nhỏ bao phủ long hán thiên đình tại trong thần tàng của hán thiên khung phản chiếu lấy thân ảnh của hán thiên công mọc ra diện mục tần mục bay lên cùng thiên đạo của hoa cái dung hợp ngạnh sinh sinh ngăn lại một kích này của đại hồng lợi chào đại thanh điều cùng hoa cái va chạm thiên công dưới hoa cái chống đỡ không nổi như muốn vỡ vụn trong tiêu hán thiên đình nhân tộc cùng các thần chỉ các loại hậu thiên chủng tộc khác kịp phản ứng từng nhánh thần nhân đại quân đang muốn rơi ra chém giết cùng đại thanh điều kia thần thức tần mục rơi đãng hóa thành một tiếng quát lớn, ta chính là mục thiên tôn, các đệ tử nghe hiệu lệnh của ta, cùng một chỗ thôi động hoa cái, nghe ta điều hành, trong tiêu hán thiên đình có mấy chục vạn thần nhân, nghe vậy vội vàng nguyên thần xuất hiếu, điều động nguyên khí, thôi động uy năng hoa cái, trên bầu trời, hoa cái bao lại thiên đình, bộc ra tia sáng rực, 49 thiên đạo đem tiêu hán thiên đình phong tỏa, đại thanh điều kia liên tục tấn công mấy lần, không thể phá vỡ hoa cái, thanh vũ đầy trời đột nhiên thu lại, khóe mắt tần mục nhảy lên đại hồng đã đi tới trước mặt hắn mục thiên tôn người nhất định phải cản ta khóe mắt tần mục nhảy lên kịch liệt hai lần trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh hắn gặp qua một trận chiến giữa đại hồng cùng truyền thế thân của thần thiên đế cổ hiểu quả thực cực kỳ cường hãn cho dù đại hồng không phải đối thủ của cổ hiểu nhưng cũng không thể coi thường mình thật có thể cùng hắn địch lại cho dù tần mục lĩnh ngộ biện pháp lăng thiên tôn dùng để phá giải thái đế vô thượng thần thức lĩnh vực trong lòng của hắn cũng thực không có nắm chắc chênh lệch thực sự quá lớn đại hồng tay áo bùng mình xâm nhập vào bảo liễn ánh mắt rơi trên người tần mục thái đế người cũng dám xuất hiện ở đây người cũng đã biết kẻ thù của người khắp thiên hạ trên có thiên công nhìn chăm chú nguyên giới giữa có đại nhật tinh quân giám sát chư thiên dưới có địa mẫu nguyên quân nắm giữ lấy nguyên giới còn có cung vân thần vương đang tìm kiếm tung tích của người từ phía tần mục phun ra một ngụm trọc khí cười nói ngươi vừa mới bại lộ thần thức thần thông không thể gạt được bọn người ta nếu là ngươi một kích không chúng lập tức đi ngay ngươi lưu lại tới tìm ta tính sổ sách có thể nói không khôn ngoan mặt đại hồng không biểu tình lạnh nhạt nói người nói những lời này ta đều biết nhưng là huyết hải thâm cừu không thể không báo ngươi cản ta ta liền giết ngươi giết ngươi còn phí không mất bao nhiêu thời gian sau khi giết ngươi ta lập tức liền đi vô luận thiên công hay địa mẫu tìm không thấy ta càng đừng đề cập đại nhật tinh quân còn ngươi tần mục đột nhiên co lại cười lạnh nói ngươi cảm thấy ngươi nhưng trong ngắn ngủi một lát liền có thể giết chết ta từ khi chúng ta lần trước thấy nhau một lần đi qua một trăm ngàn năm a Ta xưa đâu bằng nay, không chỉ cường đại gấp trăm lần so với 10 vạn năm trước, ta đã là đế tọa cảnh giới. Nếu không chỉ dựa vào một cái đại đạo hóa thân của ta, làm sao có thể ngăn trở một kích của người? Con người đại hồng thu nhỏ, cười lạnh nói, đế tọa cảnh giới, không có chứ. Tần mục mặt không đổi sắc, nói, ngươi cảm thấy thần thức tạo nghệ của ta như thế nào? Sắc mặt đại hồng biến hóa, tần mục thản nhiên nói, ngươi lấy chỗ tốt không ngờ, nể tính ngươi là viễn cổ đại đế, ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi, đại hồng đột nhiên cười ha ha, bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube Di các phim, để tọa cảnh giới lại có thể thế nào, người đại khái là không biết thần thông của ta, ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thái cổ tuyệt học chân chính, oanh thần thức của hắn bộc phát, trong nháy mắt hóa thành vô thượng thần thức lĩnh vực, trong nháy mắt vô thượng thần thức lĩnh vực bành trướng, trong tay hắn đã thêm ra một cây đại thương, cùng lúc đó, hết thảy trong thần thức lĩnh vực tĩnh lại, phảng phất như thời không ngưng kết, duy nhất có thể động đậy chỉ có đại hồng, vô luận yên nhi hay long kỳ lân, còn là sáu con thiên long kia hết thảy động tác, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng ngay tại thời khắc này đình trệ xuống. Trong lĩnh vực, thiên hà cũng đứng im không chảy, ngay khi trong nháy mắt hắn thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực, tần mục rút cục yên lòng, hắn nói láo của mình là đế tọa cảnh giới, chính là muốn bức đại hồng sử xuất ra vô thượng thần thức lĩnh vực, không bức ra vô thượng thần thức lĩnh vực, tần mục ngay cả một chiêu của đại hồng cũng ngăn cản không nổi, khẳng định sẽ bị một kích giết chết nhưng mà chỉ muốn đại hồng thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực như vậy hắn liền nhiều hơn một chút hy vọng sống khi đại hồng bộc phát vô thượng thần thức lĩnh vực đồng thời tần mục tìm hiểu ra phá giải chi đạo từ trong bản thảo của lăng thiên tôn bạo phát đi ra phá giải chi đạo của lăng thiên tôn là tạo hóa chi đạo tạo hóa chi đạo thì là cơ sở của vật chất không đổi thần thông tần mục đối với thần thông không đổi đã cực kỳ thấu hiểu tìm hiểu ra phá giải chi đạo đến phá vô thượng thần thức lĩnh vực của đại hồng kiếm quang của hắn bắn ra ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực trong phút chốc mũi kiếm chớp động vô số phủ văn từ chỗ mũi kiếm càng ra nhanh Bổ sung đến trong Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực, Đại Hồng lập tức cảm giác được Vô Thượng Thần Thức lĩnh vực ngưng kết của mình, nghi chuyển, không khỏi trong đầu ầm vang, hắn sinh tính cẩn thận, bản thể thái đế tiến về Thái Hư, chuẩn bị diệt tuyệt tạo vật chủ nơi đó, mà thân thể tá sinh này thì canh giữ ở lối vào Thái Hư, bản thể thái đế tử vong, thần thức bị nhốt, hắn không khỏi giận tím mặt, nhưng biết mình lúc này đã không phải là đối thủ của Vân, Nguyệt, Lăng ba vị thiên tôn, cho nên dưới cơn thịnh nộ phi thân đã tìm đến Tiêu Hán Thiên Đình chuẩn bị diệt tiêu hán thiên đình cho hà dần nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là tần mục thủ tại chỗ này mà lại khiến cho hắn thi triển ra vô thượng thần thức lĩnh vực để hắn trúng chiêu một màn này cùng một màn kia trong thái hư cỡ nào tương tự bất quá hắn đã nếm qua một lần thua thiệt hiện tại thần thức lĩnh vực còn chưa triệt để ngưng kết triệt để nghịch truyền hắn còn có cơ hội dù là tu vi hắn hiện tại nhận hạn chế nhưng chỉ cần tại trước khi tần mục phá giải thần thông hoàn thành đánh giết tần mục liền có thể đánh gãy vô thượng thần thức lĩnh vực nghịch truyền chết hai người đồng thời quát lớn trong thiên long bảo liễn hào quang vô cùng sáng tỏ bộc phát như một quang cầu khổng lồ điên cuồng hướng ra phía ngoài bành trướng thiên hà chi thủy bị quang cầu kia áp bách hướng bốn phía gạt ra hình thành một thủy cầu to lớn không ngừng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới oanh dung động kinh khủng từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới bị chấn động từng đạo kiếm quang giống như du long toán loạn trong quang cầu giao thoa trong lúc mơ hồ có thể thấy được 33 trọng chư thiên, lại có một cây đại thương hóa thành một đạo long mạch, thiên sơn vạn phong sông phá tam thập tam trọng thiên, mắt dọc trong mi tâm tần mục mở ra, thái sơ chi nãn, thổ bá chi giác, thái sơ nguyên thạch, đồng thời bộc phát, hóa thành một đạo thần quang lóa mắt nghênh tiếp thần thương của thái đế, vạn đạo anh minh trong thần nhãn của hắn truyền ra vạn thần tề tụng đạo âm, lại là một cỗ rung động càng khủng bố hơn truyền đến, so với vừa rồi càng khủng bố hơn, rất nhanh được kịp quang cầu thứ nhất lấy tốc độ nhanh hơn bốn phía quét sạch mà đi rốt cục quang mang tán đi thiên hà biến mất hơn một đoạn lớn dài tới 500 dặm thiên long bảo liễn tử giữa không trung rơi xuống cùng lúc đó một thanh điểu vỗ cánh bay lên gào thét bành trướng vỗ cánh trên không trung điên cuồng xoay tròn ầm vang phá không mà đi biến mất không còn tam tích trên bầu trời vô số mây trắng bị thời tan đã không thấy tung tích thanh điểu kia trong bảo liễn tần mục chán nản ngã xuống đất lồng ngực nổ tung tàn chi bay tứ tung yên nhi vừa mới xông vào trong xe liền gặp tứ chi của tần mục rơi lả tả trên đất chỉ còn lại có một cái đầu lăn trên mặt đất động hai vòng đầu lâu tần mục trường to mắt dừng ở dưới chân yên nhi công tử yên nhi phù phù quỳ xuống đất run rẩy vươn tay ra khép lại con mắt tần mục yên nhi đừng làm rộn tần mục phốc một tiếng phun ra một ngụm máu vào tay nàng miễn cũng điều động thần thức tắt đèn mau trở lại quỷ thuyền đại sư huynh có thể cứu ta yên nhi vừa mừng vừa sợ cuống quýt đem đầu hắn ném ở một bên xông ra buồng xe, nhìn về phía đèn lồng treo ở trên bảo liễn, không khỏi ngây người, chỉ thấy chiếc đèn lồng do Ngụy Tùy Phong luyện chế kia đã hủy trong trong hoạt động đáng sợ vừa rồi, mà bây giờ là ban ngày, không phải đêm tối, bảo liễn cũng không thể trở lại trên quỷ thuyền, cái chán yên nhi toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đi u đô, long bàn, đi u đô, long kỳ lân vừa mới cảm ứng được nguy hiểm, quyết định thật nhanh thi triển hoạn long kinh, thân trên sáu con thiên long kia, cuối cùng đỡ được thần thông trùng kích từ trong xe truyền đến nhưng cũng thụ thương rất nặng. Long Kỳ Lân nghe vậy, lập tức tán đi hoạn Long Kinh, quát lớn một tiếng, sáu con thiên long kéo lấy thân thể tàn phế phát lực chạy về phía trước, bỗng nhiên không gian phía trước thiên long bảo liễn một trận lắc lư, bảo liễn này lọt vào u đô. Ngay tại trong nháy mắt khi thiên long bảo liễn xuất hiện trong u đô, bảo liễn lại biến mất, trong nháy mắt kế tiếp liền xuất hiện lại trên quỷ thuyền, yên nhi vào ra, kêu to, vân la đế mau tới cứu mạng. Trên quỷ thuyền, sắc mặt ngụy tùy phong ngưng trọng, kiểm tra đầu não tần mục nhận tổn thương mười ngón lập tức tung bay phi tốc điểm điểm lấy đại dục thiên ma kinh tạo hóa thất thiên phong bế hồn phách cùng linh thai tần mục miễn cho linh cùng hồn hắn ly thể lập tức thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo bóng dáng nhỏ bé bá một tiếng tiến vào linh thai thần tàng ở mi tâm tần mục đại dục thiên ma kinh là công pháp hắn tìm hiểu ra từ kinh được tiểu phu thánh nhân truyền ở trên đá trong lịch đại thiên thánh giáo chủ tu luyện đều là công pháp hắn truyền xuống thân thể hóa thành bóng đen gọi là ma ảnh nguyễn ma công ngoại trừ ma ảnh huyễn ma công ra còn có kính tượng công có thể thân thể hóa thành kính tượng ngụy tùy phong đi vào linh thai thần tàng của tần mục bốn phía nhìn lại trong lòng lấy làm kinh hãi chỉ thấy linh thai thần tàng của tần mục rất khác biệt cùng bất kỳ người nào rộng lớn mênh mông như vũ trụ hồng hoang khó trách sư đệ mạnh mẽ như vậy hắn không có thời gian nhìn kỹ chỉ thấy linh thai thần tàng tần mục ở vào trong trạng thái sụp đổ thiên tượng hỗn loạn địa lý lật úp khắp nơi đều là trời đất sụp đổ âm dương tứ tướng ngũ hành thất tình nơi này đều đã đoạn cả một đoàn thiên đấu đạo công ngụy tùy phong khẽ quát một tiếng đem thiên cung của mình tế lên chấn trụ địa thủy phong hòa đang phun trào lắng lại địa lý vung tay lên một cái thiên tượng không còn hỗn loạn quần tinh quy vị hắn trượt phân âm dương định ngũ hành cuối cùng để thương thế tần mục không còn chuyển biến xấu đột nhiên hắn nhìn thấy trong linh thai thần tàng tần mục có một cái khe to lớn đó là vết thương lưu lại do một cây đại thương đâm xuyên nơi này thật là lợi hại trong lòng ngụy tùy phong nghiêm nghị đem thần thông giấu giếm trong đạo thương ngấn kia xóa đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Linh thai cùng hồn phách rách của tần mục tung tóe, từng tòa thiên cung cũng biến thành rách nát không chịu nổi, linh thai cùng hồn phách hấp hối. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, loại thương thế này không phải hắn có khả năng chữa trị. Thần thức tần mục ba động, hơi thở mong manh, đại sư huynh, trên cổ long phi có treo một cái bình ngọc, trong bình có hồng mông nguyên dịch. Ngụy Tùy Phong vội vàng từ bay ra thần tàng, gỡ xuống hồ thiên bình long kỳ lân trên cổ treo, phi thân đi vào, lấy ra một chút hồng mông nguyên dịch đặt ở trong một đại kim vạc đem tần mục đầu ngâm mình ở trong vạc hình như ngụy đại giáo chủ thả quá nhiều nguyên dịch long kỳ lân nhìn một chút nguyên dịch trong vạc thầm nghĩ hắn đại khái không biết hồng mông nguyên dịch này là nước dùng đến tới bản thể địa mẫu nguyên quân thả nhiều nguyên dịch như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ đầu lâu tần mục bắt đầu hấp thu hồng mông nguyên dịch linh thai thần tàng của hắn giống như một lần nữa nhấc lên một trận vận động tạo vật phá toái tinh thần nhao nhau khôi phục thái cực đồ đứt gãy cũng đang cấp tốc phục hồi như cũ nhật nguyệt một lần nữa vận hành đoạn sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên trên trời rơi xuống từng giọt mưa hư ảnh từng tôn cổ thần phục sinh linh thai cùng hồn phách tần mục cũng đang cấp tốc khôi phục huyết nhục đang nhanh chóng sinh sôi ngụy tùy phong nắm giữ hồ thiên bình tùy thời chuẩn bị đổ thêm hồng mông nguyên dịch vào trong vạc chỉ thấy hồng mông nguyên dịch trong vạc giảm bớt từng điểm từng điểm mỗi khi giảm bớt một chút hắn liền bỏ vào bên trong một chút hắn cảm thấy còn chưa đủ thế nắm miệng tần mục rót hồng mông nguyên dịch vào trong bụng tần mục ừng ực ừng ực ừ long kỳ lân giật nảy mình vội vàng nhắc nhở ngụy tùy phong nói đại giáo chủ hồng mộ nguyên dịch không thể ăn nhiều sẽ no bạo đây là nước dùng để tưới bảo vật nguyên mộc ngụy tùy phong gõ trên đầu hắn một cái ngươi là giáo chủ hay ta là giáo chủ ta là lão giang hồ ăn muối còn nhiều hơn so với người ăn cơm ta tự có phân tắc hắn còn chưa nói xong đã thấy trong kim vạc tần mục thân thể dần dần biến lớn rất nhanh kích cỡ đã so với hắn còn phải cao hơn rất nhiều ngụy tùy phong giật nảy mình long kỳ lân nói đại giáo chủ người ăn muối thật chưa chắc nhiều hơn ta ăn cơm cơm của ta là linh đan ngụy tùy phong lại gõ một cái lên đầu hắn vội vã cuống cuồng nhìn chăm chăm tần mục trong vạc kim vạc cũng đủ lớn nhưng cũng dần dần rung nạp không được thân thể tần mục sư đệ cái chán ngụy tùy phong toát ra mồ hôi lạnh quát lớn nói tân sinh nhục thân của ngươi không thể so với nhục thân lúc trước cần ma luyện nhanh thôi động công pháp của ngươi miễn cho lớn mà không mạnh tần mục ngơ ngơ ngác ngác mở mắt nhìn hắn một cái lại nhắm mắt lại ngụy tùy phong nhíu mày đi tới đi lui vây quanh kim vạc nói nhục thân hắn vô hại linh thai thần tàng cùng thiên cung thương thế cũng cơ bản khỏi hẳn như vậy vì sao còn không tỉnh lại trong lúc suy tư kích cỡ tần mục lại tăng vọt mấy trượng như một tôn thiếu niên tạo vật chủ ngụy tùy phong lập tức lấy ra nguyên dịch dư thừa trong kim vạc chỉ là nguyên dịch bị hắn rót vào trong bụng tần mục thì không thể làm gì mà thương thế tần mục lại quá quỷ dị để hắn đắn đo khó định tần mục đến cùng là thương ở nơi nào hắn cùng ai giao thủ thương nặng như vậy ngụy tùy phong vội vàng hỏi long kỳ lân vội vàng nói đại hồng hư hư thực thực thân thể thái đế tá sinh hẳn là hồng thiên tôn hậu thế thái đế như vậy địa phương thương thế nặng nhất là tại thần thức thần thức ta cũng không mạnh chỉ sợ không cách nào giúp hắn trị liệu ngụy tùy phong thử nghiệm thôi động thần thức chạm vào thần thức tần mục trong khi thần thức hai người chạm vào nhau ngụy tùy phong lập tức phát giác được thần thức tần mục cực độ hỗn loạn lập tức nói sư đệ thương thế thần thức chữa trị như thế nào Tần Mục miễn cưỡng thanh tỉnh một lát, tìm được cung vân thần vương, nàng thiếu ta một ân tình. Nói rồi, trong y tâm của hắn bay ra một gốc long huyết bảo thụ, rơi vào kim vạc bên cạnh, long huyết bảo thụ tung bay cành lá, từng trận đạo âm êm tai truyền đến, Ngụy Tùy Phong thấy thế buông lòng một hơi, thần thức Tần Mục còn sót lại bay ra, ký thác ở trong long huyết bảo thụ, nguyện đạo vận bảo thụ đến để cho mình tạm bảo đảm thanh tỉnh, mà Tần Mục trong kim vạc cũng không còn biến lớn, bốn phía thân thể từng đạo vầng sáng quay chung quanh hắn xoay tròn gần có hai ngàn cái vầng sáng trong mỗi cái vầng sáng đều có một cái hư ảnh cổ thần nho nhỏ những hư ảnh cổ thần này ở các nơi nhục thân trong tần mục cùng một chỗ luyện hóa tiêu hao hồng mông nguyên dịch dư thừa trong cơ thể ngụy tùy phong thấy thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ tần mục trộm lấy long huyết bảo thụ từ chiêu dương điện của thiên đế hoàn toàn có thể duy trì một chút thần thức của tần mục bất diệt ở nơi nào có thể tìm được cung vân thần vương ngụy tùy phong dò hỏi nguyên khí hắn bay ra đem tần mục từ trong kim vạc nâng lên thả ở dưới long huyết bảo thụ trên thân thể tần mục không có quần áo quần áo cũng bị đại hồng hủy đi ngụy tùy phong cởi áo bào trên người long kỳ lân cuống quýt mặc vào cho tần mục tần mục ngã ngồi ở nơi đó không nhúc nhích tiếp tục thôi động bá thể tam đan công giữ vững nhục thân trong long huyết bảo thụ truyền đến thần thức của hắn ba động 60 vạn năm trước long hán thiên đình phân ra đại sự này cung vân thần vương hẳn sẽ không bỏ lỡ yên nhi hỏi vì sao không thể trở về đến một khắc a à sủ thổ bá đại náo thiên đình khi đó cung vân thần vương đem đại hồng trói lại rút thuận tiện tìm được nàng ngụy tùy phong lắc đầu thô động quỷ thuyền sương mù nồng nặc bên ngoài quỷ thuyền nói khi đó các ngươi cũng ở đó không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái của mình trừ phi một phương biến mất không thể quay về hắn đang định đem tần mục cùng long huyết bảo thụ đưa đến trên bảo liễn đột nhiên quang mang lắc lư một cự đại hoa cái xuất hiện trên bảo liễn lại là hoa cái thủ hộ tiêu hán thiên đình kia đến trực tiếp từ trở lại quỷ thuyền bảo liễn này tiếp nhận một trận chiến liều chết của tần mục cùng đại hồng hoa cái đập tới bảo liễn lập tức rốt cuộc nhịn không được chia năm xẻ bảy ngụy tùy phong nhíu mày hai tay nhẹ nhàng vạch một cái vô số phù văn đại đạo hóa thành một cái vòng tròn lớn đem long huyết bảo thụ cùng tần mục thu nhập trong vườn hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vòng tròn này rơi vào sau đầu yên nhi giống như cổ thần chúc phúc hình thành vòng sáng ngụy tùy phong lại gọi lâm kiêu nói lại hái một cái đèn lồng đến chờ một chút hái nhiều mấy cái, miễn cho lại bị người đánh nát. Một đầu kê bà long chạy tới, trên mỏ chim treo chín ngọn đèn lồng. Ngụy Tùy Phong gỡ xuống đèn lồng, sáu con thiên long cùng long kỳ lân, yên nhi mỗi người cầm một chiếc, còn có một chiếc treo trên long huyết bảo thụ, dặn dò long kỳ lân nói, chúng ta đã hóa thành vật chất không đổi, không cách nào rời đi quỷ thuyền, ta cũng không biết bên ngoài có phải 60 vạn năm trước hay không, phải chăng gặp được nguy hiểm gì đó, các người nhất định phải cẩn thận, hắn trầm ngâm một chút, nói, nếu như là đến 60 vạn năm trước, các ngươi liền đi gặp con trai Bắc Đế, U Minh, trộm được lưu ly thanh thiên tràng của hắn, đủ để tự vệ. Ngụy Tùy Phong đưa mắt nhìn bọn người Long Kỳ Lân, Yên Nhi rời đi quỷ thuyền, trong lòng hay lo lắng không thôi. Ở thời đại này, hắn đã tiếp để châm gài tóc lang Thiên Tôn xuyên qua, trở lại Long Hán, trở thành thống soái Vũ Lâm quân Long Hán thời đại, sự kiện đế hậu bị tập kích, sự kiện Vũ Lâm quân xuyên qua đều là phát sinh trong khoảng thời gian này. Lúc này Long Hán thời đại phong vân quỷ quyệt, cuồn cuộn sóng ngầm, bạo phát một trận ác chiến kinh người nhất từ vong chi chiến của chuyển thế thân thiên đế vân thiên tôn lang thiên tôn hạo thiên tôn nguyệt thiên tôn hỏa thiên tôn các nhân tộc thiên tôn xuất lĩnh lấy một đám cao thủ đồng thời còn có nguyên mẫu phu nhân hóa thành tuyệt vô trần đánh giết chuyện thế thân của thiên đế cướp đặt nhục thân thiên đế để thời đại cổ thần thống trị thế giới rỡ xuống màn tre mà hậu thế hồng thiên tôn hiểu thiên tôn cung thiên tôn lang hiên thần hoàng tổ thần vương tường thiên tôn nghiên thiên tôn mấy người cũng là quật khởi tại khoảng thời gian này dần dần nắm giữ thiên minh đây là thời kỳ ầm ầm sóng dậy nhất long hán thời đại ngụy tùy phong mặc dù không có hoàn toàn kinh lịch đoạn lịch sử này chỉ trải qua nửa bộ phận trước nhưng mỗi khi hắn hồi tưởng lại hung hiểm trong đoạn lịch sử này liền không rét mà run bọn người long kỳ lân cùng yên nhi đi hướng mê vụ bên ngoài vầng sáng sau đầu yên nhi lắc lư hỏi long bàn lời vân la đế vừa mới nói đó là có ý gì long kỳ lân ôm ôm nói đại giáo chủ có ý là để cho chúng ta làm cầu nam nữ đánh cắp lưu ly thanh thiên tràng món bảo vật kia hữu cầu tất ứng có thể bảo hộ an toàn của chúng ta yên nhi trường to mắt kinh ngạc nói đôi cầu nam nữ mà u minh thái tử mỗi ngày mắng kia chính là chúng ta có khả năng đó long kỳ lân cũng có chút không quá xác định thầm nói ngụy giáo chủ làm việc có chút không quá đáng tin cậy hơn phần nửa không thể đem chúng ta đưa đến 60 vạn năm trước có lẽ nói không chừng cũng có thể là người khác trộm lấy lưu ly thanh thiên tràng, bọn người đi ra khỏi mê vụ long kỳ lân hóa thành thiếu niên đầu kỳ lân thân người hùng tráng khiêu đèn lồng yên nhi cũng hóa thành một nha đầu mộc mạp đồng dạng dẫn theo đèn lồng sáu con thiên long thì hóa thành nam nữ đầu rồng thân người mỗi người dẫn theo đèn lồng hết nhìn đông tới nhìn tây tần mục thì ngồi tại trong vầng sáng sau đầu yên nhi ngơ ngơ ngác ngác mở mắt xong hắn trên long huyết bảo thụ đèn lồng tản ra quang mang lúc này hắn thấy được nguyên mộc to lớn hơn so với lúc trước tán cây nguyên mộc cơ hồ hoàn toàn đem nguyên giới che khuất vô số lá cây ngăn trở thanh thiên che khuất nhật nguyệt tinh thần tần mục miễn cưỡng mở ra con mắt ở mi tâm thứ ba nhìn về phía bầu trời cao hơn nơi đó có trùng điệp thiên đạo bao phủ thiên khung đó là thiên công đang che lấp nguyên giới một trận chiến chém giết thiên đế đã bạo phát nguyên giới một trận biến cố cực lớn đang lặng yên phát sinh đó là một ngày chuyển thế thân thiên đế cùng tuyệt vô trần thành thân khách quý chật nhà vui mừng hớn hở chuyển thế thân thiên đế tại một thế này hóa thành một năm từ tuổi trẻ anh tuấn phi phàm tên sơ hiểu tại nguyên giới ra thế huyền hách phú quý bất người sơ hiểu trọng nghĩa khinh tài mà lại tu vi cực cao chiến lược kinh người thanh danh vang dội trong thế hệ trẻ tuổi nguyên giới cùng tuyệt vô trần kết hợp cũng là nguyên giới một đoạn giai thoại địa vị của sơ hiểu ở trong nhân tộc cũng cực cao có rất nhiều bạn bè đồng dạng hắn ở trong bán thần cũng có rất nhiều bằng hữu tuyệt vô trần là nguyên giới đệ nhất mỹ nhân có người theo đuổi đếm mãi không hết vang danh thiên hạ thậm chí ngay cả vân thiên tôn chỉ cưới chính cung cũng có ý nghĩ nạp phi chỉ là hoàng hậu tư hán thiên đình là một nữ tử mạnh mẽ nghe đồn đem vân thiên tôn đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc này mới bỏ đi suy nghĩ nạp tuyệt vô trần là phi lại có lời đồn nói âm thiên tử từng đi thông đồng với tuyệt vô trần nhưng mà lại bị hạo thiên tôn hành hung cho âm thiên tử rất nhiều tiểu hài huyên náo đến huynh đệ bất hòa chỉ là hạo thiên tôn cũng không thể đạt được tâm của mỹ nhân lang hiên thần hoàng trong truyền thuyết cùng hạo thiên tôn ra tay đánh nhau hai người giao tình thâm hậu bởi vì nữ tử này mà quyết liệt như nước với lửa sau đó, Lang Hiên Thần Hoàng cùng Tổ Thần Vương cũng tranh đoạt tuyệt vô trần, nhưng mà ngay đồn thiên công cũng có hạ giới chuyển thế làm phàm nhân, tranh đoạt nàng này, chỉ trở ngại Tổ Thần Vương là con của hắn, phụ tử cùng tranh một nữ, thiên công kéo không xuống mặt mũi, lúc này mới thôi, sơ hiểu có thể lực khắc quần hùng, thu hoạch được trái tim mỹ nhân để đông đảo chư thần nguyên giới cảm khái không thôi, truyền ra là giai thoại, một ngày này sơ hiểu cùng tuyệt vô trần thành thân, vân thiên đế, hạo thiên tôn, lang nhiên thần hoàng các tình địch bởi vì tân lang quân không phải mình nên không có đến đây mà sai người đưa lên hạ lễ. Bất quá sơ hiểu có thật nhiều bằng hữu, tỷ như người thiên tôn, tổ thần vương cũng tự mình đến đây chúc. Ngày đại hỉ, tân khách cả sảnh đường, tất nhiên là phi thường náo nhiệt. Ngay tại thời điểm sơ hiểu cùng tuyệt vô trần bái đường, đột nhiên dị biến xảy ra. Lúc sơ hiểu cùng tuyệt vô trần đối mặt bái đường, tuyệt vô trần nhẹ nhàng một trường, khắc ở trên thiên linh cái đỉnh đầu sơ hiểu, quy khư thần thông hóa thành một đạo đại uyên đánh vào trong đầu của hắn. Tình lang người cũng có hôm nay đối diện tuyệt vô trần hì hì cười nói cùng lúc đó đông đảo tân khách mới vừa rồi còn đang nói cười uyển chuyển đột nhiên bạo khởi đồng thời hướng sơ hiểu công tới trên đường đao quang kiếm ảnh chỉ một thoáng hỉ đường đã biến thành một cái thu la chàng sơ hiểu lập tức minh bạch mình bị người ám toán mặc dù hắn trúng tuyệt vô trần ám toán nhưng hắn dù sao cũng là chuyển thế thân của thiên đế thể nội cất giấu thiên đế nguyên thần trong nguyên thần này chỉ có hai hồn nhưng cũng là chiến lược cao cấp nhất đường kim trên đời hắn thân mang đại hồng bào ống tay áo lắc một cái vô số tân khách đang đánh về phía hắn nhao nhao hướng trong tay hắn áo chui vào hắn chấn động ống tay áo một cái máu tươi cùng toái cốt trong tay áo phun ra ngoài máu chảy thành sông nhưng vào lúc này nguyệt thiên tôn cùng tổ thần vương một trái một phải nguyệt thiên tôn cầm trong tay một cốc hoa đào nhẹ nhàng thổi cánh hoa đào phiêu linh thân thể sơ hiểu lập tức như cánh hoa đào mà chia năm sải bảy nguyệt thiên tôn sơ hiểu quát lớn cưỡng ép đem tứ chi kéo về đang muốn tiếp cùng một chỗ tổ thần vương cầm đại la trong tay đáp lên đỉnh đầu của hắn đồ linh linh thể đời thứ nhất chiến lược siêu tuyệt đó là huyết mạch của thiên công trong đại la 49 thiên đạo chăm chú trói buộc nguyên thần thiên đế ý đồ đem thiên đế nguyên thần vây ở thể nội sơ hiểu tóc tai rối bời vẫn như cụ dũng mãnh không gì sánh được thiên đế nguyên thần dù bị nhốt cũng xa không phải tổ thần vương cùng nguyệt thiên tôn có khả năng chống lại hắn trong lần đối mặt đầu tiên đã đánh trọng thương nguyệt thiên tôn cùng tổ thần vương đánh bay tuyệt vô trần oanh hỉ đường nổ tung sơ hiểu nhìn xe bên ngoài bóng người bên ngoài lay động trong lòng sơ hiểu cảm giác nặng nề hắn nhận ra vân thiên tôn chợt lại nhận ra bọn người hạo thiên tôn lang thiên tôn còn có lang hiên thần hoàng hỏa thiên tôn âm thiên tử từng tồn tại cường đại vậy mà đều giấu ở nơi này khóe mắt sơ hiểu nhảy loạn ánh mắt rơi vào trên thân hạo thiên tôn cùng lang hiên thần hoàng trong mắt có chút bi thương cười ha ha nói các ngươi đây là tạo phản sao trên có thiên công dưới có địa mẫu còn có lại nhật tinh quân giám sát chư thiên thổ bá cũng đang nhìn một màn này thổ bá sẽ không tới một nữ hài đỉnh đầu mọc sừng xuất hiện thản nhiên nói bá phụ thổ bá vẫn đang hận ngươi ánh mắt sơ hiểu rơi vào trên mặt nữ hài này cắn răng nói hư hư ngươi là do ta nuôi lớn nữ hài này chính là hư thiên tôn hậu thế đạm mạc nói đúng vậy bá phụ những thứ ngươi chỉ dạy ta ta đều nhớ thổ bá ta sẽ thay vào đó về phần ngươi ta cũng muốn thay vào đó thiên công cũng sẽ không tới hạo thiên tôn thản nhiên nói phụ thần địa mẫu cũng sẽ không xuất hiện Tương phản, địa mẫu những năm này chịu nhục nhã của phụ thần đã quá đủ, nàng rất tình nguyện trợ giúp chúng ta che đậy nguyên giới. Sơ hiểu ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đã bị tán cây nguyên mộc che đậy, không nhìn thấy tinh thần, ánh nắng của đại nhật cũng vô pháp chiếu rọi đến nơi đây. Một đám tiểu bối, nguyên thần của ta cường đại cỡ nào, bằng các ngươi. Sơ hiểu cười ha ha, tiếng cười chưa dứt, đám người cũng đã đánh tới. Một ngày này, mục thiên tôn lật ra lịch sử, trong lịch sử máu me đầm đìa, năm đó trên dũng giang, tần mục lấy châm gài tóc gỗ đào triệu hoán quỷ thuyền để lịch sử tái hiện thiên hà trọng liên kinh động đến âm thiên tử âm thiên tử gặp một màn này nói câu nói rất kinh điển đến cùng là ai đang lật nợ cũ của lịch sử sở dĩ lịch sử long hán thời đại chôn vùi là bởi vì trong bản lịch sử nợ cũ này tràn đầy máu tươi cùng âm mưu một ngày này thiên đế vẫn lạc vị này là sử thượng đệ nhất cổ thân một tồn tại vô địch kết thúc loạn cục tạo vật chủ trinh chiến nhất thống vũ trụ hồng hoang lại vô thanh vô tức chết trong tay bán thần cùng nhân tộc thiên tôn hắn nguyên bản có cơ hội đào thoát thực lực của hắn cường đại cho dù đám người liên thủ cũng rất khó lưu hắn lại nhưng mà khi hắn đang giết ra khỏi trùng vây ý đồ thoát đi nơi đây lại gặp một cỗ vô địch thần thức cường hoành thần thức đánh thẳng tới đem hắn bước về cung vân sơ hiểu ngơ ngơ ngác ngác lại lần nữa bị vân thiên tôn hạo thiên tôn bọn người ngăn trở đã mất đi cơ hội chạy trốn cung vân hắc hắc lại là ngươi sơ hiểu cười ha ha ngăn cản đám người vừa nhìn về phía tuyệt vô trần đánh tới, cảm giác trong lòng càng hoang đường, không nghĩ tới đẩy hắn vào chỗ chết, vậy mà lại là hai nữ nhân hắn đã từng yêu. Cung Vân cũng không hiện thân, mà ở trong chỗ tối lạnh lùng nhìn xem một màn này, nhìn xem nam nhân phản bội nàng như thế nào tử vong. Sơ hiểu gần như điên cuồng, thì triển thần thông càng thêm cường đại nếu so với các vị đế tọa cảnh giới. Hắn mặc dù là chuyển thế thân, nhưng một trọi một, chiến lược của hắn trên xa xa đám người, hắn lại một lần giết ra khỏi trùng vây, kêu lớn, địa mẫu nguyên quân nhanh chóng cứu trẫm người ra điều kiện gì trẫm đều có thể đáp ứng người nguyên mộc xanh um tùm cành lay động bên người địa mẫu nguyên quân vây quanh rất nhiều cổ thần do nguyên giới đàn sinh phần lớn là dòng dõi phượng hoàng thần long kỳ lân những cổ thần kia nhao nhao nhìn về phía địa mẫu địa mẫu nguyên quân giống như không có nghe thấy cũng không có trông thấy lạnh lùng nhìn xem một màn này trên mặt vậy mà lộ ra một chút dáng tươi cười hướng về phía phượng hoàng cổ thần bên cạnh nói năm đó ta từ trong nguyên mộc sinh ra linh trí là thiên đế đem ta kéo lên đây này lúc ấy quả nhân sinh ra mới bắt đầu, còn chưa từng mặc vào y phục, biết bao ngượng ngùng. Mặt nàng lập tức như xương lạnh, lạnh lùng nói, nhưng mà, thiên đình thành lập, hắn liền muốn bật nguyên giới của ta, sơ hiểu tuyệt vọng, ý đồ xông phá nguyên một phong tòa phóng hướng thiên không, hậu phương thì có đám người đuổi theo sát mà đến, đại nhật tinh quân, sơ hiểu kêu lên, đại nhật tinh quân, mau tới cứu chẫm, nhưng mà thanh âm của hắn không cách nào xuyên quá tán kinh nguyên một, thổ bá, ta biết ngươi đã đến đây, thổ bá sơ hiểu thần sắc bối rối kêu lên chậm biết sai rồi còn xin đạo hữu nể tình tình cũ trong u đô một mảnh yên lặng sơ hiểu và mọi người chiến tới chiến lui giết tới thiên hà ý đồ tiến đến thiên đình nước thiên hà bị máu của hắn nhiễm đến màu đỏ tươi hồ sơ hiểu phi thân tránh né từng đạo công kích trong lúc vội vàng liếc thấy trên thiên hà có một thiếu niên đầu kỳ lân thân người cùng một nhà đầu báo đứng ở nơi đó còn có sáu thần nhân đầu rồng thân người bọn người khiêu đèn lồng đang đi tới hướng mình bên sơ hiểu há to miệng trong thoáng chốc nhìn thấy trong vầng sáng sau đầu nha đầu mập mạp kia có một gốc cây cối dưới cây ngồi một thiếu niên mục thiên tôn hắn không khỏi thất thần ầm ầm bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim vân thiên tôn thi triển ra tử tiêu bích lạc công đem hắn đánh rơi xuống sơ hiểu cắm nhập vào trong thiên hà lập tức xông ra mặt nước bốn phía từng thân ảnh lắc lư đem hắn bao bọc vây quanh nơi xa trong vầng sáng sau đầu yên nhi tần mục ngồi ở dưới long huyết bảo thụ ngóng nhìn một màn này bùi ngùi mãi thôi thiên hà đứt đoạn từng thân hình cường đại tới lui như điện các loại thần thông đầy vẻ khác lạ khiến cho người nhìn mà than thở long hán thời đại đến trung hậu kỳ lực lượng đạo pháp thần thông đã có thể nhìn cường giả nhập đạo trên cơ bản đều tụ ở chỗ này cộng đồng vì tiền đồ bán thần cùng hậu thiên sinh linh mà chém giết tần mục nhiệt huyết sôi trào muốn đứng dậy cũng muốn tham dự vào trong trận chiến này nhưng mà thần thức tán loạn chỉ có thể nhìn bọn người càng ngày càng xa sơ hiểu bỏ chạy giết ra khỏi trùng vây đột nhiên lại có một cỗ thần thức ba động đem hắn bước về tần mục lập tức phát giác được cỗ này thần thức vội vàng phồng lên còn sót lại thần thức yên nhi cung vân thần vương đang ở phụ cận yên nhi trong lòng vui mừng vội vàng bốn phía nhìn lại tần mục gian nan giơ bàn tay lên lấy ra duy nhất một khối thái sơ thần thạch khối thần thạch này vào tay hắn là hắn tại khu vực kỷ báo long phi dùng khối thần thạch này thái sơ thần thạch bay ra long kỳ lân vội vàng tiếp nhận thần thạch đặt ở trong mi tâm của mình thần thức còn sót lại của tần mục bay tới, truyền thụ cho hắn như thế nào điều động mượn dùng thần thạch lớn mạnh tư duy của mình. Long Kỳ Lân cũng học qua thúc quân tam viên thượng thức, cũng học qua tam nguyên thần bất diệt thần thức, lập tức vào tay, mượn nhờ thái sơ thần thạch đem thần thức của mình bộc phát ra, hắn quan tưởng tam viên thượng thức, trên thiên hà lập tức xuất hiện quần tinh tử vi viên, thái vi viên cùng thiên thị viên, nhưng vào lúc này, một cỗ thần thức trùng trùng điệp điệp vọt tới, hóa thành thanh âm của một nữ tử, thúc quân thần vương. Tần Mục ngồi ở dưới Long Huyết Bảo Thụ, thở hùng hộc, vận dụng thần thức còn sót lại cùng cung vân thần thức đụng vào một chút, cười nói, còn nhớ rõ cố nhân mang ngươi rời đi tổ đình không? Cỗ thần thức kia như bay sông vào trong vầng sáng sau đầu Yên Nhi, ở trong cơ thể hắn du tàu một vòng, lập tức tại trong đầu hắn hóa thành hư ảnh cung vân thần vương, nói, là thai đế tạo thành thương tổn cho ngươi, năm đó người ngăn cản đại hồng bên ngoài tiêu hán thiên đình chính là ngươi đi, ngươi làm hắn bị thương nặng, lúc ấy ta đến trễ một bước, chỉ tìm được thi thể của hắn trong lòng tần mục giật mình đại hồng chết rồi không biết là chết trong tay thiên công hay là chết trong tay địa mẫu ngay cả thần thức đều bị ma diệt bất quá hắn chết cũng không hàng thần thức của hắn sẽ từ trong trung cực hư không bỏ ra lại lần nữa phục sinh chỉ là ký ức đại hồng chỉ sợ là không còn người xuất thủ kia phi thường lợi hại cung vân thần vương phi tốc nói ngươi đối với ta có ân ta tự sẽ báo đáp chỉ là hiện tại thái sơ chưa chết đợi ta trợ giúp bọn người diệt trừ thái sơ lại đến tìm ngươi thần thức cung vân phi tốc rời đi các ngươi coi chừng thái đế không hủy đi thần thức lạc ấn trong trung cực hư không hắn liền vĩnh sinh bất diệt ta cảm ứng được hắn liền tiêm phục ở phụ cận cái chán tần mục toát ra mồ hôi lạnh một trận chiến lúc trước giữa đại hồng và hắn trong bảo liễn hắn bị trọng thương kém chút chết mất đại hồng thì bị khốn tại nghịch hành vô thượng thần thức lĩnh vực bị thương mà đi nhưng một kích cuối cùng của tần mục là dùng con mắt ở mi tâm thứ ba con mắt này có được uy năng đáng sợ đem nghịch hành vô thượng thần thức lĩnh vực đánh vào trong cơ thể của hắn nghĩ đến đây đại hồng biết mình bộ thân thể này đã bại lộ thân phận lại thêm chúng chiêu dứt khoát từ bỏ đại hồng nhục thân yên nhi chúng ta đi trước thiên đình chờ bọn người tần mục nói yên nhi long kỳ lân cùng sáu con thiên long lập tức dẫn theo đèn lồng dọc theo thiên hà bay lên thẳng đến thiên đình mà đi cuộc chiến đấu trên thiên hà kia càng thảm liệt lúc vòng qua chiến trường kia tần mục ngóng nhìn đã thấy âm thiên tử cũng không trực tiếp xuất thủ mà canh giữ ở bên ngoài hẳn là chuẩn bị ám toán hồn phách thiên đế Năm đó cổ thần thiên đế thủ ý hạo thiên tôn liên thủ với âm thiên tử ám sát ngự thiên tôn, không nghĩ tới chính hắn cũng có hôm nay. Tần mục trên mặt tươi cười, nam thiên môn càng ngày càng gần, trong lòng tần mục càng lo lắng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bầu trời mưa xuống, tí tách tí tách nước mưa rơi xuống, đem bọn người yên nhiên nhộm đỏ. Nước mưa kia rơi ở trong thiên hà, thiên hà cũng bị nhiễm đến huyết hồng, giống như một đầu sông bị trời đổ máu. Trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích, thiên đế, chết rồi. Hắn hướng ra sau nhìn lại, thấy được thân ảnh vân thiên tôn cùng hạo thiên tôn đang phóng đi về hướng thiên đình tướng mạo vân thiên tôn đang bay trong một khoảnh khắc liền phát sinh cải biến hóa thành bộ dáng hạo thiên tôn hai vị thiên tôn đều là đế tọa cảnh giới tề đầu tịnh tiến cơ hồ là đồng thời bay qua từ đỉnh đầu bọn người tần mục yên nhi phóng tới thiên đình lăng tiêu bỏ điện đến cùng ai là người thứ nhất nhận được nhục thân thiên đế tần mục kích động kém chút thần thức bị chôn vùi sau khi thiên đế chết ai cướp đoạt nhục thân thiên đế đây là một bản án lịch sử biết bí mật này lác đắc không có mấy đột nhiên tần mục nhìn thấy một thân ảnh lắc lư trong thiên đình còn ở phía trước vân thiên tôn cùng hạo thiên tôn chẳng lẽ là thái đế trong lòng tần mục nghiêm nghị theo hắn biết hậu thế thập thiên tôn nhưng thật ra có 11 người thái đế có một bộ hồn phách chuyển thế thân lẫn vào cao tầng thiên minh trở thành thiên tôn đúng là hắn tại những năm cuối thượng hoàng thời đại nhập vào nhục thân thiên đế tập sát lăng thiên tôn chẳng lẽ kẻ phóng tới thiên đình bên này trước cả vân hạo hai người chính là chuyển thế thân của thái đế nhưng vào lúc này tần mục thấy được cung vân thần vương vị tạo vật chủ thần vương này vậy mà theo sát vân thiên tôn hạo thiên tôn ngự phong mà đến vượt qua bọn người tần mục xông vào thiên đình cung vân thần vương bộc phát thần thức gặp được các thần chỉ thiên đình hết thảy lâm vào trong thần thức huyễn cảnh của nàng không một người có thể đào thoát cho dù đại nhật tinh quân xuất lĩnh chu thiên tinh đấu chính thần đánh tới cũng hết thảy ngã vào huyễn cảnh không biết người của mình ở phương nào sự xuất hiện của nàng để trong chư thần thiên đình một mảnh bối rối nhưng thần thức của nàng vừa ra bối rối lập tức lắng lại tất cả mọi người phảng phất như không nhìn thấy nàng bị nàng xông thẳng ngọc kinh thành thẳng đến lăng tiêu điện mà đi hiển nhiên cung vân thần vương cũng nhìn chúng nhục thân cổ thần thiên đế cung vân là thái cổ thần vương trước mắt mà nói bọn người vân thiên tôn còn không phải đối thủ của cung vân nếu như bọn người xâm nhập lăng tiêu điện chỉ sợ khống chế nhục thân thiên đế sẽ là cung vân bất quá bọn người lần này tranh đoạt chỉ sợ sẽ gặp được một hồn khác của thiên đế tần mục đầu xoay chuyển nhanh chóng một hồn khác của thiên đế chỉ sợ đã chuyển thế mà người này chính là hiểu thiên tôn sau đó hiểu có thể cũng ở trong thiên đình hay không thỏ khôn có ba hang nguyên mẫu phu nhân cho dù hóa thành tuyệt vô trần nhưng nàng nhất định ngấp nghé nhục thân thiên đế thậm chí nói không chừng đế hậu nương nương bị nàng ám toán mà chết hóa thành một vị thiên tôn khác giờ phút này cũng giấu ở thiên đình chuẩn bị vô đoạt thân thể thiên đế tần mục thờ hồng hộc có đầu não chút hôn mê lúc trước hắn nghĩ đến quá đơn giản mà bây giờ xem ra đoạt đế chi chiến càng thêm phức tạp hơn so với mình lúc trước phỏng đoán duyên khang thời đại thập thiên tôn thiên đình lẫn nhau cãi cọ lẫn nhau kiềm chế cùng một chỗ khống chế nhục thân thiên đế giả truyền thống này đại khái từ trung hậu kỳ long hán thời đại tạo thành hắn thẩm nghĩ trong lòng trong lang tiêu điện nhục thân thiên đế tranh đoạt chiến hắn không thấy được trong lòng cố nhiên tức hận nhưng đoạn lịch sử này đã nhất định long hán thiên đình sắp nghênh đón đại biến cục đây mới là sự tình hắn mong đợi sau khi thiên đế chết sẽ một lần nữa phân chia phạm vi thế lực vì ổn định cổ thần tứ đế thế là thiên đình phân ra tất cả về của mỗi người tổ địa, mà thiên đình cũng sẽ từ từ lên cao, thoát ly nguyên giới, để cho người ta rốt cuộc tìm không được phương vị cụ thể của tổ đình. Địa mẫu nguyên quân cũng sẽ bởi vì không có thiên đình áp chế, thế lực càng ngày càng lớn mạnh, rốt cục tại thượng hoàng thời đại kìm nén không được dã tâm, để cho mình như từ thành lập bắc thượng hoàng thiên đình, tự lập làm đế. Đây chính là hậu quả trận chiến hôm nay đưa tới. Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn đã xâm nhập lăng tiêu điện, chuyển thế thân của Thái Đế thì đã đến trước bọn người cùng lúc đó cung vân thần vương cũng đến bên ngoài linh tiêu điện đột nhiên một bàn tay cực kỳ lớn bất ngờ xuất hiện từ trong điện chụp về phía ngoài điện tần mục nhìn thấy bàn tay này lập tức chỉ cảm thấy bàn tay này tựa hồ có thể khống chế thanh thiên khống chế mặt đất khống chế vô số thế giới bàn tay này từ trong lăng tiêu điện đánh ra cách hắn nơi này còn cực kỳ xa xôi nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác lại là chấn động không gì sánh nổi phảng phất như thiên địa vạn đạo đều trong khống chế của cánh tay này thiên đế chi thủ một trưởng này là nhằm vào Cung Vân Thần Vương mà đến, đánh cho Cung Vân một trở tay không kịp. Vị nữ thần vương tung hoành thái cổ này, thê tử của Thái đế, hừ cũng không hừ một tiếng nghiền âm vang sụp đổ. Ta tận một cơ hồ cá nát hàm răng. Mục đích hắn đi chuyến này chính là vì tìm được Cung Vân Thần Vương, để nàng trị liệu thần thức tổn thương cho mình, không nghĩ tới không biết vị thiên tôn nào điều khiển nhục thân thiên đế, một kích liền muốn lấy tính mệnh Cung Vân. Mồ hôi lạnh cuồn cuộn trên trán hắn, thầm nghĩ, không thể nào là Thái đế làm. Thiên đế đã từng yêu Cung Vân sẽ lưu nàng một toàn thây người làm loại sự tình như vậy này sẽ là ai vân thiên tôn hạo thiên tôn hay là nguyên mẫu phu nhân trên thiên đế chi thủ máu me đầm đìa lập tức thu hồi trong lăng tiêu bảo điện từng tiếng gầm thét truyền đến hẳn là các thiên tôn tiến vào lăng tiêu điện tranh phong của mỗi người đều muốn đem nhục thân thiên đế không chế ở trong tay mình nhục thân thiên đế tung ra một kích tiêu diệt cung vân chiến lực cường đại như vậy để bọn người đối với bộ thân thể này càng thêm cuồng nhiệt cung vân thần vương vừa chết các thần chỉ thiên đình bị nàng huyễn cảnh khống chế nhao nhao tỉnh lại đại nhật tinh quân lập tức triệu tập chu thiên tinh đấu chính thần bốn phía tìm kiếm nghiêm nghị kêu to đều xốc lại tinh thần cho ta nói không chừng phản tặc còn dư đẳng thả hạo thiên khuyển ra cho ta trên bầu trời vô số thần nhân buông ra dây xích trong tay từng đầu hắc khuyển eo nhỏ chân dài nhao nhao thả người từ trong tầng mây nhảy xuống đi vào trước thi cốt cung vân thần vương phá toái bốn chỗ loạn người lập tức rất nhiều hạo thiên khuyển nhảy vọt như bay bốn chỗ tìm kiếm trong thiên đình hỗn loạn tương bừng mà vào lúc này tổ thần vương nguyệt thiên tôn lăng thiên tôn lăng hiên thần hoàng mấy người cũng phì tốc đã tìm đến bỏ qua bọn người đại nhật tinh quân đang đuổi theo một bên thẳng hướng đến lăng tiêu điện yên nhi long kỳ lên đám người đã lẫn vào thiên đình nhìn thấy cung vân thần vương bị thiên đế một trường đánh chết cũng không khỏi đến lạnh cả người yên nhi run giọng nói công tử làm sao bây giờ tần mục trầm ngâm đang muốn nói chuyện đột nhiên một vị cung nữ đón bọn người đi tới ánh mắt có chút ngốc trệ đi vào trước mặt Yên Nhi, đối với vầng sáng sau đầu Yên Nhi nói, ta nhục thân tử vong, đại nhật tinh quân dự định tìm ra ta tới, triệt để xử tử. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân giật này mình, thất thanh nói, người là cung vân thần vương, cung nữ kia có hình dáng mỹ lệ, chỉ là hiện tại thần thức cung vân thần vương hỗn loạn, khó mà tá sinh ở trên người nàng, bởi vậy lộ ra thân thể cứng ngắc, thần thái mộc mộc sững sờ, máy móc nói ra, ta bây giờ không phải địch thủ của đại nhật tinh quân, không chặn được những cổ thần kia vây công, mục thiên tôn người bảo hộ ta, Long Kỳ Lân suýt nữa nhảy dựng lên, kêu to: "Công tử hiện tại tự thân khó đảm bảo, chỗ nào có thể cứu ngươi?" Cùng nữ kia nói: "Mục Thiên Tôn, thương thế của ngươi so với ta thì nặng hơn, thần thức của ta khôi phục không khó, nhưng thương thế thần thức của ngươi cũng chỉ có ta có thể trị liệu." Tần Mục thần thức truyền đến, nói: "Mang nàng đi." Long Kỳ Lân vội vàng nói: "Giáo chủ, đi chỗ nào?" "Bắc Đế, Huyền Vũ Thiên Cung." Tần Mục thở dài, nói: bây giờ nhục thân thiên đế tranh đoạt chiến còn chưa hẳn chỉ thấy kết quả thời điểm gặp kết quả bọn người cũng sẽ sai người tìm kiếm cung vân hạ lạc đại nhật tinh quân nuôi nhiều hạo thiên khuyển như vậy rất khó tránh né hắn hiện nay chỉ có món dị bảo lưu ly thanh thiên tràng kia mới có thể bảo vệ chúng ta yên nhi hưng phấn nhảy cẫng không thôi long kỳ lân liếc nàng một cái nhỏ giọng một chút coi chừng bị đại nhật tinh quân phát hiện chúng ta yên nhi vội vàng hạ thấp thanh âm không dám lớn tiếng gieo hò nói ta đã sớm muốn gặp thiên hạ đệ nhất trí bảo trong truyền thuyết hữu cầu tất ứng này đôi cầu nam nữ trộm bảo kia long kỳ lân kêu lên một tiếng đau đớn ồm ôm, ôm nói chính là hai chúng ta yên nhi lại trầm thấp reo hò một tiếng hưng phấn đến có chút phát run chúng ta sẽ trở thành truyền kỳ của long hán thời đại trở thành thần thâu vạn cổ kính ngưỡng hậu thế cho dù là qua sáu trăm ngàn năm còn có truyền thuyết của chúng ta long kỳ lân trợn nàng một chút nhìn người chút tiền đồ này người dạng này mà nói không đợi đi vào huyền vũ thiên cung liền bị người bắt đi vào trong thiên ngục ngồi xồm ở đó rồi làm loại chuyện này trọng yếu nhất chính là bình tĩnh yên nhi cọ sát đầu vai của hắn hì hì cười nói người ta đi theo người thiên tôn chưa từng có làm qua chuyện kích thích như thế long bàn người biết được thật nhiều ngay cả những này cũng hiểu đây là tự nhiên long kỳ lân muốn nhếch lên cái đuôi lúc này mới nhớ tới của mình hóa thành thân người không có cái đuôi để vành lên trong lòng có chút ảo não giáo chủ mỗi lần về thôn đều sẽ mang theo ta trong thôn có quẻ lão gia là thiên hạ đệ nhất thần thâu thời điểm hắn dạy bảo giáo chủ ánh mắt của hắn sâu xa không nhanh không chậm nói ta cũng thừa cơ học được chút yên nhi bội phục đầu dạp xuống đất trong mắt nhìn xem hắn đều là tiểu tinh tinh trong lòng long kỳ lân cực kỳ thỏa mãn chỉ là còn có chút khó chịu đáng tiếc không có cái đuôi nếu không nhếch lên đến dao động hai lần khẳng định rất uy phong trong thiên đình rất nhiều hạo thiên khuyển bốn chỗ loạn người tìm kiếm cung vân thần vương và đồng đảng thanh âm đại nhật tình quân thỉnh thoảng truyền đến kêu lên nữ tạc kia chính là tiền sử thần vương tinh thông thần thức thần thức của nàng bất diệt liền sẽ không chết nhất định phải tìm ra được yên nhi cùng long kỳ lân mang theo cung nữ kia một đường tiến lên cung vân thần vương tá sinh trong nhục thân của cung nữ thương thế thần thức của nàng cũng cực nặng không thể không dựa vào hai người bất quá nàng nhìn long kỳ lân cùng yên nhi luôn cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy cũng may bên người long kỳ lân cùng yên nhi còn có sáu con thiên long sáu con thiên long này thể nội ẩn chứa huyết mạch đông đế thanh long để những hạo thiên khuyển kim người được đông đế khí tức liền không dám đến gần hạo thiên khuyển tuy là dị trùng nhưng so với đông đế thanh long vậy liền kém không biết bao nhiêu sáu con thiên long hóa thành đầu rồng thân người sáu người đi cùng một chỗ khí tức nồng đậm đủ để chấn trụ những hạo thiên khuyển kia đám người bọn họ thừa dịp loạn xuyên qua hơn phân nửa thiên đình rút cục đi vào bắc đế huyền vũ thiên cung long kỳ lân tiến lên lay tình huyền quy thần nhân trước cửa huyền vũ thiên cung đôi huyền quy thần nhân kia bởi vì lời biếng đã hóa đá bị hắn đánh thức có chút không vui uể oải mà hỏi có gì giải quyết việc công chúng ta chính là tộc duệ của đông đế cùng nam đế đến đây bái phòng u minh thái tử long kỳ lân nói đôi huyền quy thần nhân kia nhìn thấy bọn người từng cái xương cốt thanh kỳ có là thiên long có là long tước còn có chính là long kỳ lân quả thật giống như là hộ duệ của đông đế không dám thất lễ vội vàng nói nguyên lai là hai vị tộc duệ của ngự đế chờ một lát để ta tiến vào bầm báo nói rồi đi nhanh một vị huyền quy thần nhân bên trong quay người tiến vào huyền vũ thiên cung u minh thái tử nghe hỏi kinh ngạc nói đông đế thanh long hoang dâm vô đạo dòng dõi đâu chỉ trăm vạn ngay cả kê bà long đều nghe đồn có huyết mạch của hắn không biết cùng con gà nào sinh tộc duệ của hắn không thấy cũng được bất quán nam đế lại giữ mình trong sạch không từng nghe nói có dòng dõi gì khó được tới một vị công chúa ngược lại không thấy nhiều huyền quy thần nhân kia nói thái tử những năm này chạy tới kết sao ngươi đều là đám gia hòa đến đây lừa gạt ngươi, lừa gạt bảo bối nhà chúng ta, nhóm người này hơn phân nửa cũng là mận kết sao mưu nhà bảo bối của ta đây, U Minh Thái Tử cười nói, nói bậy, người lừa gạt bảo bối nhà ta đích thật có, đơn giản là bọn người hạo thiên tôn, lang hiên thần hoàng cùng âm thiên tử, ta đã nghe lời của cha mẹ, không cùng bọn người rất thân cận, nhưng nhà nam đế công chúa tuyệt không có khả năng bỉ ổi như thế, huyền quy thần nhân kia trần chờ nói, nếu không trước nói cho hai vị lão gia ta cũng không phải tiểu hài tử kết sao bằng hữu nói cho bọn họ làm gì u minh thái tử hoàn toàn thất vọng huống hồ bắc đế không ở nhà đi tìm tây đế nam đế cùng đông đế chẳng biết lúc nào mới có thể trở về chẳng lẽ lại để quý khách ở ngoài cửa chờ chuyển đi chẳng phải muốn bị bọn người cười ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người đi mời bọn người tiến vào đây huyền quy thần nhân kia bất đắc dĩ đành phải trở lại ngoài cung đối với long kỳ lân cùng yên nhi nói thái tử cho mời bọn người long kỳ lân cùng yên nhi đi vào huyền vũ thiên cung quả nhiên là châu quang bảo khí xa hoa đường hoàng các loại bảo vật cái gì cần có đều có nhà bác đế thật sự xa hoa long kỳ lân không khỏi khen huyền quy kia ở phía trước dẫn đường cười nói lão gia nhà ta là thần thánh đàn sinh từ trong thiên hà đến vạn dân tế tự dùng bái thiên hà này đều là của lão gia các loại bảo vật trong thiên hà cũng đều là của lão gia tự nhiên giàu có một chút cung vân cười lạnh một tiếng lừa đời lấy tiếng huyền quy kia liếc nàng một cái đã thấy cung nữ này có chút mộc lăng nhưng cũng không có để ở trong lòng chỉ coi làm là cung nữ trong cung nam đế thế nhân đều truyền cổ thần tướng ngự đế là cổ thần thiên sinh địa dưỡng tướng ngự đế cũng tuyên dương ra bên ngoài như vậy nhưng mà cung vân đối với lai lịch bọn người lại rõ như lòng bàn tay tây đế bạch hổ chính là bộ tộc nữ tân thị cung vân tập hợp tất cả lực lượng tộc nhân tế tự mà thành cổ thần mà ba ngự đế khác cũng đều có lai lịch trong đó bắc đế huyền vũ là do cư dư thị tế tự mà thành cổ thần một đôi vợ chồng ở trong đó vũ đế còn cùng cung vân có một chút quan hệ dư trong cư dư thị ý là sóc phương chi thủy cư dư thị có ý tứ là ở chủng tộc tạo vật chủ tại bên cạnh sóc phương chi thủy sóc phương có ý là phương bắc cư dư thị lúc đầu nghỉ lại tại bên cạnh phương bắc thiên hà ở trong thiên hà tế tự huyền vũ cổ thần mà huyền vũ cổ thần một phân thành hai một vị là huyền đế một vị là vũ đế lại bởi vì cung vân là vợ thái đế lại là tộc trưởng nữ tân thị nữ tử nữ tân thị vi tôn sau khi cung vân gà cho thái đế địa vị ở trong cư dư thị cũng rất cao cùng thái đế bình khởi bình tọa bởi vậy cư dư thị tế tự hai vị cổ thần lúc này mới có huyền đế cùng vũ đế cư dư thị tế tự huyền vũ cũng là ký thác nguyện vọng mỹ hảo chờ mong thái đế cùng cung vân có thể hòa thuận mỹ mãn giống đôi vợ chồng cổ thần kia như trong tưởng tượng của bọn người đi là một người tiếc rằng nguyện vọng tuy tốt nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc về phần bắc đế sở dĩ giàu có còn không phải bởi vì lúc đại kiếp tạo vật chủ đến bắc đế cấp sạch cư dư thị đột nhiên tiếng cười to truyền đến một vị đại hán khôi ngô đón bọn người đi tới chính là u minh thái tử lúc này u minh thái tử còn không chán nản giống như quá khứ dáng dấp uy vũ hùng tráng trên mặt sâu rồng hướng ngang sinh trường khí thế cực mạnh chỉ là y phục mặc trên người quá xa hoa huyện hắc áo choàng dùng kim tuyến thêu lên đường viền cùng đăng xà quay quanh một vòng làm người ta chú ý nhất thì là trên người hắn treo linh linh toái toái bảo vật điều tiên chính là 24 mươi minh châu quấn ở bên hông rõ ràng là 24 tòa chư thiên trên cổ tay những hạt minh châu lớn nhỏ xuyên thành vòng tay mỗi cổ tay đều treo bốn năm đầu bên hông có ba bốn khối ngọc bội trên cổ còn có dây xích lớn bằng ngón cái không biết treo vào bối gì Dây trên chân hắn đều khảm nạm lấy đóa đóa vân khí có tại trên giày có tại dưới giày đi trên đường vân khí đem hắn thân hình nâng lên tương tưởng long kỳ lân quát lên màu vị u minh thái tử này đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm bán hàng rong bán người là một hào thủ yên nhi chào nói bái kiến thế huynh long kỳ lân cùng sáu con thiên long cũng nhao nhao chào nói thế huynh u minh thái tử cuống quýt hoàn lễ cười nói, ba nhà chúng ta không thường thường đi lại, ta cùng hiền đệ biểu muội ngược lại cực kỳ lạnh nhạt, thứ tội. Cung vân thần vương lấy thần thức che đậy suy nghĩ của hắn, để hắn không cách nào nhìn thấy tần mục trong vầng sáng sau đầu yên nhi, bởi vậy hắn không có chú ý tới bên dưới long huyết bảo thụ còn có một vị mục thiên tôn. Long kỳ lân nói lời kinh người, thế huynh đã biết thiên đình sắp phân ra rồi, u minh thái tử giật mình, vội vàng trên miệng của hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, nói nhỏ, lời này nói ra chính là tội chết cũng không nên nói mò. Đang nói, đột nhiên có thần nhân đến báo, nói, bệ hạ trở về. U Minh Thái tử vội vàng đi nganh, nói, mấy vị trước lưu tại nơi này, ta đi một chút liền về. Huyền đế cùng vũ đế ngồi xuống, U Minh Thái tử bái kiến, huyền đế cùng vũ đế lắc nhau, nói, con ta những ngày này không được ra khỏi cửa, thiên đình muốn phân ra. U Minh Thái tử phúc trí tâm linh, nhớ tới lời nói của Long Kỳ Lân, nói, ta sớm đã biết, huyền đế cùng vũ đế rất vui mừng, nhi tử ngốc này xem ra đã khai khiếu nhìn ra thế cục của thiên đình u minh thái tử cùng bác đế nói một chút có phần bị bác đế thưởng thức trong lòng cũng vui nở hoa huyền đế nói cùng thiên đình phân ra nên sớm không nên chậm trễ tốt nhất lập tức lên đường rời đi trở về bắc cực thiên vũ đế cười nói bây giờ bọn người mặc dù nắm trong tay nhục thân thiên đế nhưng chia của không đồng đều chính là thời cơ tốt nhất phân ra nếu như đợi đến bọn người thương nghị ra tí sửu dần mão khi đó muốn rời khỏi thiên đình tiêu giao tự tại tranh luận càng thêm khó khăn bất quá các tòa thiên cung từ trong thiên đình tách ra can hệ trọng đại chỉ sợ sẽ có trở ngại càn muốn động thủ mà nói liền cần tứ ngự đế cùng một chỗ động thủ huyền đế cùng vũ đế đứng dậy nói con ta chúng ta cùng nam đế tây đế cùng đông đế đã thương nghị qua lần này rời đi không nhận thiên đình tiết chế tại lãnh địa của mỗi người tiêu giao khoái hoạt của mỗi người thống trị vũ trụ tứ cực tại trong tứ cực tự mình làm thiên đế u minh thái tử trong lòng vui vẻ đột nhiên lại có chút tức hận nói Hài Nhi ở trong thiên đình có thật nhiều bạn cũ, lần này rời đi, chỉ sợ khi gặp lại cùng bọn người thì sẽ cần tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể đi vào thiên đình. Những bằng hữu kia của ngươi đều là hồ bằng cầu hữu, chỉ là rượu thịt sao tình, không cần thiết lưu luyến. Vụ đế rất giả dặn như cung vân thần vương, nói, vứt bỏ bọn người, ngược lại đối với người càng tốt hơn. Đến tứ cực thiên, người chính là thái tử tứ cực thiên thiên đế, cỡ nào khoái hoạt. Huyền đế nói, tứ đại thiên cung tách rời từ thiên đình, can hệ trọng đại, chỉ sợ sẽ có làm khó dễ. con ta, người trưởng quản huyền vũ thiên cung bay ra thiên đình, dọc theo thiên hà lên phía bắc, ta cùng mẫu thân người lưu tại thiên đình tọa chấn, phòng bị đạo trích, hộ tống các người rời đi. U minh thái tử được coi trọng, rất vui vẻ, phụ đế đau lòng nhi tử, mang tới lưu ly thanh thiên tràng giao cho hắn, nói, món bảo vật này là do nhà chúng ta suốt đời tích xúc luyện chế mà thành, có bảo vật này, hết thảy nguy hiểm khi người lên phía bắc đều có thể ngăn lại, nhớ lấy, không thể bị mất u minh thái tử vội vàng gật đầu vợ chồng bác đế an bài thỏa đáng nhìn nhau cười một tiếng đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn giống như rung trời huyền vũ thiên cung ầm ầm chấn động dần dần dâng lên cùng thiên đình thiên nhai dần dần thoát ly càng lên càng cao đại nhật tinh quân các loại cổ thần thấy thế không khỏi sợ hãi vội vàng điều binh khiển tướng đến đây vòng vây cùng lúc đó thiên đình nam bộ tây bộ đông bộ đều có kịch liệt chấn động không gì sánh được truyền đến trong ánh mắt khó có thể tin của chư thần thiên đình chu tức thiên cung bạch hổ thiên cung cùng thanh long thiên cung cũng thoát ly từ từ khỏi thiên đình càng lên càng cao trong thiên đình thất công ngũ phụ tứ thiên sư rất nhiều trọng thần vội vàng mỗi người bay về phía bốn tòa thiên cung cầu kiến tứ ngự đế mở miệng khuyên bảo vợ chồng bác đế huyền vũ tiến ra đón lá mặt lá trái lại âm thầm điều khiển pháp lực để huyền vũ thiên cung bay khỏi thiên đình đại nhật tinh quân vội vàng lao tới lăng tiêu điện bẩm báo giờ phút này bốn phía thiên đế ngồi rất nhiều vị thiên tôn cùng các tộc lãnh tụ Cươi hồ đang thương nghị đại sự bầu không khí ngưng trọng đại nhật tinh quân phi tốc đem sự tình nói một phen chư vị thiên tôn cùng các tộc lãnh tụ đều nhắm mắt ngưng thần cũng không nói chuyện cổ thần thiên đế mổ miệng nói bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì cáp phim Trẫm có chuyện quan trọng cùng mấy vị hiền thần thương lượng không rảnh tiến đến khuyên can tinh quân người đi điều động thiên hà thủy sư tứ đại sư môn cùng thiên đình thập vệ ngũ xa thiên cương địa sát các quân trước đem bọn người thiên cung ngăn lại đại nhật tinh quân khom người xưng phải Cổ thần thiên đế phát tay, đem điều động thiên đình thập vệ binh phù cho hắn. Đại nhật tinh quân vội vàng đi. Trong lang tiêu điện là một mảnh trầm mặc. Qua thật lâu, hỏa thiên tôn đột nhiên cười lạnh nói: lại như thế rằng con nữa. Tứ ngự đế liền chạy hết. Cổ thần nhất định phải giết. Tứ ngự đế một cái cũng không thể lưu. Các ngươi đem nhục thân thiên đế giao cho ta không chế, ta đi giết tứ ngự đế. Thân thể này ta không muốn. Sau khi giết bọn người liền trả lại cho các ngươi. Người nào thích đoạt người đó đoạt. Đám người cười lạnh. Hỏa thiên tôn giận tím mặt đột nhiên rút về nguyên thần của mình giấu ở trong nhục thân thiên đế, đứng lên nói, ta đi giết nam đế. Âm thiên tử trần chờ một chút, nói, ta đi huyền vũ thiên cung nhìn xem, hai người tuần tự rời đi, đám người còn lại vẫn như cũ lù lù bất động. Vân thiên tôn đột nhiên nói, dạng này rằng co không phải biện pháp, ta có một đề nghị, thiên đế thay phiên làm, chúng ta của mỗi người trực luân phiên, lẫn nhau kiềm chế, chế định ra một điều lệ dù ai cũng không cách nào độc chiếm nhục thân thiên đế. Sau một lúc lâu, hạo thiên tôn cười nói, ta đồng ý trong huyền vũ thiên cung u minh thái tử lập tức tìm được bọn người yên nhi hướng long kỳ lân cười làm lành nói hiền đệ quả nhiên kiến thức phi phàm ánh mắt độc đáo một chút đã nhìn ra thiên đình thế cục chỉ là lần này phụ thần cùng mẫu thần để cho ta hộ tống huyền vũ thiên cung tiến về bắc cực thiên ta một cây chẳng chống vững nhà còn xin hiền đệ cùng biểu mũi giúp ta một chút năng lực long kỳ lân cùng yên nhi liếc nhau yên nhi đang muốn đáp ứng long kỳ lân mặt lộ vẻ khó khăn nói tu vi thực lực chúng ta vẫn còn so sánh không lên thế huynh làm sao có thể giúp được một tay yên nhi vội vàng im ngay long kỳ lân khổ sở nói thực không dám giấu giếm ta mắt thấy qua thiên cơ học qua thuật số cũng là tính toán không bỏ sót thế huynh lần này hộ tống huyền vũ thiên cung tiến về bắc cực thiên Át gặp chư thần thiên đình ngăn cản thiên đình thập vệ thiên hà thủy sư ngũ sa thiên cương địa sát chu thiên tinh đấu chính thần hắn nhìn xem sắc mặt u minh thái tử mỗi khi nói ra một chi đại quân ra mặt u minh thái tử liền run một cái Long Kỳ Lân thở dài, những đại quân này đột kích, chúng ta quả quyết thủ không được, không có bảo vật cường đại, đừng nói giữ vũ huyền vũ thiên cung, ngay cả tự vệ cũng khó khăn, thế huynh thả chúng ta rời đi huyền vũ thiên cung, chúng ta ai về nhà nấy. U Minh Thái tử liền vội vàng kéo tay của hắn, cười nói, hiền đệ, biểu muội, các người muốn trở về cũng trở về không được, Chu tước thiên cung cùng thanh long thiên cung đã bay ra thiên đình, các người có thể tới đi thì sao, tứ ngự đế nhất mạch chúng ta đồng khí liên chi, đời đời giao hảo các ngươi giúp ta về bắc cực thiên đến lúc đó ta tự mình đưa các ngươi trở về hắn thẹn nói lãnh binh đánh trận ta không được động đầu óc ta cũng thiếu chút hỏa hầu đại quân đến công ta còn muốn xin mời long hiền để giúp ta điều động đệ tử trong cung bài binh bố trận long kỳ lân trần chờ u minh thái tử nói không tin các ngươi đi theo ta hắn dẫn đầu mọi người đi tới trước cửa thiên cung chỉ hướng nơi xa nói các ngươi nhìn long kỳ lân cùng yên nhi hướng thiên đình nhìn lại chỉ thấy từng tòa to lớn thiên cung gánh chịu lấy thiên cung vạn điện đã lái rời khỏi thiên đình ngoại trừ nam đế, tây đế cùng đông đế thiên cung ra lại có vài tòa thiên cung quy mô hùng vĩ cũng đang lái rời khỏi thiên đình hơn phân nửa là thiên công, địa mẫu, thổ bá thiên cung lúc này thiên đình không có những thiên cung này chấn áp vậy mà tại chậm rãi hướng lên phiêu khởi có xu thế bay ra khỏi nguyên giới trừ cái đó ra bọn người còn chứng kiến trong thiên đình không ngừng có thần nhân bay tới bay lui chưa đạt hiệu lệnh từng nhánh đại quân thần ma từ trong thiên đình bay ra đuổi theo những thiên cung này sắc mặt long kỳ lân trắng bệch rậm chân nói thế huynh ngươi hại chúng ta thật khổ u minh thái tử cười làm lành liên tục nói ta biết là ta không đúng bất quá chúng ta cũng không phải không có phần thắng phụ thần mẫu thần trước khi đi đem lưu ly thanh thiên tràng giao cho ta để cho ta thủ hộ thiên cung món bảo vật này rất không tầm thường được các thiên đế thiên tôn xưng làm thiên hạ đệ nhất trí bảo có bảo vật này ở đây lại thêm trí tuệ của hiền đệ cùng biểu muội nhất định có thể gặp sự hóa lành long kỳ lân kêu khổ nói chỉ là một kiện bảo vật có thể ngăn cản thiên đình đại quân thế huynh hay là vứt bỏ huyền vũ thiên cung mang theo bảo vật thừa cơ chạy trốn thôi u minh thái tử lôi kéo bọn người hướng lăng tiêu điện huyền vũ thiên cung đi đến cười nói đó là các người không có nhìn thấy lưu ly thanh thiên tràng nếu như gặp các người nhất định sẽ yên lòng long kỳ lân lộ ra một chút dáng tươi cười trong lòng thản nhiên nói dục cầm cố túng hoạn nhân chỉ đạo giã u minh thái tử đã biến thành cá trong chậu của ta yên nhi trong lòng có chút bất an nói nhỏ vì u minh ca ca này thuần phát trung hậu như vậy làm người lại hào phóng chúng ta đánh cắp lưu ly thanh thiên tràng của hắn hại hắn bị bác đế trấn áp sáu trăm ngàn năm phải chăng quá phận rồi long kỳ lân trần chờ một chút nói nếu như không đánh cắp lưu ly thanh thiên tràng chỉ sợ u minh đã sớm chết căn bản qua không đến duyên khang thời đại đánh cắp bảo vật này cũng coi như là cứu hắn một mạng Yên Nhi luôn cảm thấy lừa gạt U Minh Thái Tử có chút lương tâm bất an, nghĩ nghĩ, nói, thời điểm chúng ta không đánh cắp lưu ly thanh thiên tràng, bác đế huyền vũ cũng sẽ tìm nguyên nhân chấn áp hắn, miễn cho hắn bị bọn người âm thiên tử hại chết. Long bàn, nếu như nhưng không ăn trộm hắn, liền không cần trộm, Long Kỳ Lân do dự một chút, gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta lưu tại nơi này, dựa vào lưu ly thanh thiên tràng che chở, cũng có thể kiên trì đến khi giáo chủ khỏi hẳn, hai người thương nghị đã định đi theo U Minh Thái Tử đi vào lăng tiêu điện huyền vũ thiên cung, còn chưa tiến vào trong điện liền bị châu quang bảo khí giật này mình. Bọn người tiến vào trong điện, lại bị giật này mình, chỉ thấy một cây ngọc lưu ly trụ cao cao đứng vững, từng tầng từng tầng hoa cái màu xanh ra trời đem ngọc trụ trang trí giống như cây mía. Bọn người đến gần nhìn lên, hoa cái một tầng lại một tầng chậm chậm hướng ra phía ngoài mở ra, tựa như từng cái chữ, cân, chồng chất lên nhau, mà bên trong hoa cái, các loại bảo quang thấu soi sáng ra đến giống như bên trong cất giấu từng khỏa tiểu xào mặt trời. Long kỳ lân đứng ở phía dưới đi lên nhìn, không khỏi hoa mắt, chỉ thấy mỗi một cái hoa cái đều có chuỗi ngọc hạt châu, mà nội bộ hoa cái có các loại bảo vật, trung đỉnh lâu tháp, thụ hoa vân hà, trong hoa cái còn có từng khỏa tinh thần vận hành ở trong đó, lúc xa lúc gần, chỗ gần sáng vô cùng trướng mắt, nơi xa như là ngôi sao trong bầu trời đêm, khá lắm. Long Kỳ Lân thử dò xét nói, thế huynh, lưu ly thanh thiên chàng này là dùng thế nào? U Minh Thái tử tiến lên, đem lưu ly thanh thiên tràng nâng lên đến khiêng đến bên ngoài lăng tiêu điện tại trước đại điện nói món bảo vật này hữu cầu tất ứng mười phần linh dị là do phụ thần mẫu thần ta tích xúc cả đời cuối cùng chế tạo thành muốn dùng nó rất đơn giản hắn hướng lưu ly thanh thiên tràng không người bái nói bảo bối cho ta ăn ngon một chút hoa cái lưu ly thanh thiên tràng nhẹ nhàng xoay tròn chỉ thấy các loại sơn hảo hài vị món ngon từ trong hoa cái ngã xuống long kỳ lân cùng yên nhi kinh ngạc không thôi U Minh thái tử tiếp nhận đồ ăn không trung đến rơi xuống, phân cho đám người, lại nói, "Bảo bối, mưa xuống." Hắn vừa dứt lời, liền gặp vân khí hội tụ, rất nhanh trong Huyền Vũ Thiên Cung liền tí tách tí tách rơi xuống nước mưa. U Minh thái tử cười ha ha, khom người bái nói, "Bảo bối xin mời thủ hộ Huyền Vũ Thiên Cung." Hô Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đột nhiên biến lớn vô số lần, tầng tầng hoa cái hóa thành tầng tầng chư thiên, tổng cộng có 28 tầng chư thiên, đem Huyền Vũ Thiên Cung trùng điệp vây quanh bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng trong từng tầng từng tầng chư thiên treo các loại bảo vật nhiệt nguyệt vận hành đấu chuyển tinh di sán lạn không gì sánh được mà trong những chư thiên không gian kia còn có từng khỏa chuỗi ngọc cùng hạt châu giờ phút này cũng biến thành vô cùng to lớn như là cự hình tinh cầu ngoài không gian trên bầu trời còn nổi lơ lửng trung đỉnh lâu tháp to lớn hoa thụ vân hà ở trên bầu trời chậm rãi di động tản mát ra các loại thần quang long kỳ lên hướng trên không nhìn lại chỉ thấy đỉnh cao nhất 28 trọng thiên treo một viên thiên cầu mặt ngoài thiên cầu kia hiện ra các loại đại đạo phù văn nguyễn minh nguyễn diệt hẳn là trọng bảo hạch tâm lưu ly thanh thiên tràng viên thiên cầu này cung nữ bị cung vân tá sinh kia đột nhiên trong lòng giật mình vội vàng hướng đến tần mục trong vầng sáng Sau đầu yên nhi thần thức truyền âm nói bắc đế huyền vũ mang ra một một tên gia hòa khủng bố từ trong tổ đình hai vợ chồng này quả thật gan to bằng trời cũng dám đem quả trứng này luyện thành bảo vật tần mục ngồi ở dưới long huyết bảo thụ tâm thần vẫn đang tiềm vận thôi động bá thể tam đan công luyện hóa hồng mông nguyên dịch ngụy tùy phong rót vào trong bụng của mình chỉ cảm thấy nhục thân của mình cùng nguyên khí càng ngày càng mạnh nhưng mà hồng mông nguyên dịch thể nội nhưng hay không có tiêu hào sạch sẽ trứng trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích thân thể dưới cây ngẩng đầu hướng 28 trọng thiên bầu trời nhìn lại chỉ thấy nơi đó quả nhiên có một thiên cầu cự đại lơ lửng hòa lẫn cùng với những các loại dị bảo khác cái đó là một quả trứng thần thức tần mục ký thác ở trong long huyết bảo thụ suýt nữa rối loạn viên thiên cầu kia vậy mà thật là một quả trứng, tương tự cùng thái thủy chi noãn, thái sơ chi noãn, bất quá khác biệt cùng thái thủy chi noãn, thái sơ chi noãn chính là, tại đạo phù văn thái sơ chi noãn là lạc ấn trên nội bích, tần mục đạt được nửa thiên đế vỏ trứng, dung hợp cùng mắt dọc của mình, tự nhiên rất rõ ràng, thái thủy chi noãn thì là đạo âm từ nội bộ truyền đến, hắn còn không có đem thái thủy chi đạo nghiên cứu ra đầu mối mà hạch tâm trọng bảo của lưu ly thanh thiên tràng cũng là một quả trứng đến từ tổ đình cổ quái là đại đạo phù văn của nó đúng là lạc ấn tại bên ngoài vỏ trứng chẳng lẽ nói ngoại trừ thiên đế thái sơ cùng thái thủy ra còn có trứng cổ thần khác tồn thế hắn ổn định thần thức hỗn loạn thầm nghĩ trong lòng Quyền vũ đem quả trứng này mang ra tổ đình chẳng lẽ không sợ dẫn xuất một trận đại họa cung vân thần vương rất không vui trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích cung vân thần vương tựa hồ biết rất nhiều đối với loại trứng cổ thần cổ quái này lúc này thử dò xét nói thần vương loại trứng này có lai lịch gì hắn không đợi cung vân trả lời liền tiếp tục nói Ta biết thiên đế chính là sở sinh từ trứng cổ thần do cư dư thị khiêng ra đào ra từ trong mỏ quặng, bởi vậy cường đại vô biên, nhưng lại không biết loại trứng cổ thần này thế mà không chỉ một, cung nữ kia trần chờ một chút, thần thức ba động, nói, người nếu biết lai lịch thiên đế, như vậy không cần giấu giếm ngươi. Năm đó, sau khi cư dư thị phát hiện khoáng mạch thái sơ thần thạch cổ xưa nhất ở trong thái hư, đào móc ra thái sơ chi noãn, thái sơ chi noãn cùng thái sơ nguyên thạch làm bạn mà sinh, sau khi trong trứng đàn sinh cổ thần, chính là đương kim cổ thần thiên đế bất quá còn có các chủng tộc tạo vật chủ khác phát hiện khoáng mạch các cực kỳ cổ lão khác trong loại khoáng mạch này sản xuất thần thạch cũng không phải thái sơ thần thạch tần mục giật mình trong lòng cung vân tiếp tục nói những khoáng mạch cổ lão này tăng thêm thái sơ khoáng mạch tổng cộng có 5 cái sau khi khai thác ra thái sơ chi noãn trong thái sơ khoáng mạch các khoáng mạch khác cũng lần lượt đều có phát hiện còn có hai đồ khoáng mạch không có đào ra cái gì vật liệu thái đế trinh phạt các tộc đồ sát tạo vật chủ trong đại chiến hai quả trứng cổ thần khác thì không biết tung tích tần mục nháy mắt mấy cái trong đó một quả trứng cổ thần rơi vào trong tay thiên đế bị thiên đế giấu ở trong chiêu dương điện một quả trứng cổ thần khác thì bị bắc đế huyền vũ tư tàng luyện thành bảo vật hóa thành trung tâm lưu ly thanh thiên tràng hứ huyền vũ cũng không biết đồ quý vật vậy mà coi trứng cổ thần là thành một bảo thạch cự đại biến thành trung tâm lưu ly thanh thiên tràng cung vân cười lạnh nói ngớ ngẩn món bảo vật này cái gọi là hữu cầu tất ứng nhưng thật ra là đang bị cổ thần trong trứng thao túng nó tất ứng là cổ thần trong trứng tại ứng bắc đế huyền vũ sớm muộn gì cũng bị nó hại tần mục trầm ngâm huyền vũ lấy được đại đạo phù văn lạc ấn tại bên ngoài vò trứng của quả trứng cổ thần này nhìn thì có chút tương tự cùng dị bảo thiên địa sở sinh bất quá bắc đế chưa hẳn không có nhận ra đây cũng là trứng cổ thần cũng có thể là bọn người nhận ra nhưng không có năng lực ấp như vậy cổ thần trong quả trứng này có năng lực gì đột nhiên một tiếng kêu xa xa truyền đến kêu lên U Minh Đạo Huynh, U Minh Đạo Huynh, là ta à, âm triều cận, U Minh Thái Tử trong lòng vui mừng, hứng long kỳ lân cùng Yên Nhi nói, người tới là bằng hữu ta, có hắn hỗ trợ, trở về liền dễ dàng, ta dẫn hắn vào đây, chậm đã, long kỳ lân ánh mắt chớp động, nói, thế huynh, âm triều cận cùng hạo thiên tôn đi rất gần, người này luôn luôn không có hảo ý, hôm nay tới đây, hơn phần nửa là đến đây ngăn cản người lên phía bắc, nói không chừng chính là hắn xuất lĩnh thêm đình đại quân đến đây ngăn người u minh thái tử chần chờ một chút đi vào trước cửa cung nhìn quanh chỉ thấy âm triều cận đang đuổi theo hướng huyền vũ thiên cung mà thiên đình đại quân theo sát phía sau từng chiếc lâu thuyền tinh kỳ tung bay hiển nhiên xác thực như vị long huynh đệ nói âm triều cận quả nhiên xuất lĩnh thiên đình đại quân đánh tới u minh thái tử giận tím mặt cao giọng quát âm triều cận ta coi ngươi là huynh đệ ngươi lại coi ta là kẻ ngu ta thả ngươi tiến đến hồ lang chi sư của thiên đình còn không san bằng huyền vũ thiên cung của ta âm thiên tử quay đầu nhìn lại cười nói nguyên lai like ngươi cho rằng ta cùng bọn người kia cùng một bọn cho nên như thế phòng bị đạo huynh ta tới hướng ngươi mật báo lại bị thiên hà thủy sư phát hiện bám đuôi đổi theo sát ngươi nếu không thả ta tới ta liền chết ở bên ngoài u minh thái tử không có chủ ý nhìn về phía long kỳ lân nói hiền đệ hắn nói hắn là hướng ta mật báo ta nếu không thả hắn tiến vào hắn chẳng phải là muốn chết ở bên ngoài long kỳ lân trong bụng ý nghĩ xấu đi lên nói huyền vũ thiên cung can hệ trọng đại nếu ngươi làm không xong chuyện này để thiên cung rơi vào trong tay địch nhân ngay cả huyền đế vũ đế cũng sẽ bị liên lụy chúng ta không thể không cẩn thận trước hết để cho âm thiên tử giết một chút thiên đình đại quân chứng minh của mình cũng không phải cùng bọn người là cùng một bọn đi u minh thái tử khen hay hiền đệ quả thật thông minh âm lão đệ ngươi nếu thật lòng muốn giúp ta liền giết một chút thiên đình thần ma nếu không ngươi chính là mang theo bọn người đến đây hại ta thật sắc âm thiên tử ngốc trệ con rùa đen này khi nào trở nên thông minh như thế hắn quay đầu lờm liếc, chỉ thấy thiên hà thủy sư đã đuổi tới, đại tướng cầm đầu có một hoành đao đứng ngay đầu thuyền, cao giọng nói, U Minh Thái Tử, thiên đế bệ hạ có chỉ, để cho ngươi về Ngọc Kinh Thành. U Minh Thái Tử nhìn thấy âm thiên tử cũng không hướng thiên hà thủy sư ra tay, thiên hà thủy sư cũng chưa xuống tay với âm thiên tử, lập tức giận dữ, quát, ông triều cận, ngươi quả nhiên là muốn lừa ta mở ra lưu ly thanh thiên tràng, muốn đoạt lấy huyền vũ thiên cung của ta, âm thiên tử vừa tức vừa gấp, bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng thiên hà thủy dưới đánh tới thầm nghĩ nếu không có xem ở phân thượng nhà bắc đế có nhiều bảo bối như vậy ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm hắn đột thi là thủ vô số cờ trắng bay ra đón đánh một chiếc thủy dư lâu thuyền một trận lắc lư chỉ thấy thần ma nguyên thần trên thuyền kia dao động nhao nhao bị lôi ra bên ngoài cơ thể bay vào trong cờ trắng của hắn còn có mấy vị cường giả nguyên thần vững chắc không có lọt vào độc thủ của hắn nhưng mà sau một khắc âm thiên tử mở hồ lô ra trong miệng hồ lô vô số con mũi ong ong bay ra bổ nhào vào trên thuyền, đem mấy vị kia cường giả hút khô. Âm thiên tử một kích thành công, kêu lên, U Minh Đạo Huynh, ngươi bây giờ nhìn thấy thành ý của ta rồi chứ? Bốn phía trên lâu thuyền truyền đến từng tiếng gầm thét, thiên hà thủy pháp khởi động sư trận, thiên hà gần như sôi trào, vô số đạo trận văn bay lên, đem thiên hà bốn phía toàn bộ khóa lại. Bá, đếm không hết thần binh lợi khí dọc theo trận văn bay đi, trong trận văn, những thần binh lợi khí kia dưới một kích liền đánh âm thiên tử trọng thương, âm thiên tử thổ huyết, ngã xuống bay đi, đâm vào trên bình chướng lưu ly thanh thiên tràng. U Minh Thái Tử đang muốn mở ra bình chướng lưu ly thanh thiên tràng thả hắn tiến vào, Long Kỳ Lân giơ tay lên nói, Thế huynh, người không còn chờ một chút sao, vạn nhất là khổ nhục kế thì sao? U Minh Thái Tử trần chờ một chút, ngay tại thời điểm hắn trần chờ, kích thứ hai của thiên hà Thủy Sư đã theo nhau mặc tới. Thủy Sư trận pháp cực kỳ cường hãn, từng chiếc lâu thuyền khống chế lũ lụt xuyên thẳng qua, các loại thần khí tầng tầng lớp lớp, sau khi phối hợp trận pháp, uy lực càng cường đại. Cho dù thái cổ thần trùng của Âm Thiên Tử cũng bị trận pháp ma diệt không biết bao nhiêu, Âm Thiên Tử tế lên Minh Đô Thiên Môn của mình, tòa Minh Đô Thiên Môn này không có hoàn thành, vừa mới tế ra liền đã bị uy năng kinh khủng của trận pháp đánh cho chia năm xẻ bảy. Minh Hải, lên. Âm Thiên Tử trong miệng ngậm máu, nghiêm nghị kêu to, "Ta cho dù không phải thiên tôn, nhưng cũng không phải chỉ là hạng người hư danh." Hô một mảnh minh hải mênh mông từ trong hư không mà đến, sóng cả mãnh liệt, trong minh hải huyết quang cuồn cuộn. cuộn từng tôn thần thi ma thi hình thể vĩnh hạn từ trong biển từ từ bay lên vẫn tiếng giống giận chuẩn bị cùng thiên hà thủy sư chém giết lúc này âm thiên tử cho dù không có tu vi đạo pháp đại thành nhưng thần thông đạo pháp đã có thể nhìn thấy bóng dáng của hậu thế hắn tinh thông u đô đại đạo tại trên linh hồn chi thuật có tạo nghệ kinh người vô luận minh hải hay minh đô thiên môn liên quan cực lớn đến u đô tri thức thậm chí dính đến luân hồi chi đạo có thể nói hắn thậm chí đột phá truyền thống u đô đại đạo có thành tích rất cao thâm trên từng chiếc thủy sư thuyền lớn kia từng tôn tướng lĩnh bán thần cường đại lộ ra cười lạnh nhao nhao giơ bàn tay lên đột nhiên vung xuống tế định hải thần châm đông 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 từng cây cột sát to lớn từ trên trời giáng xuống cắm vào trong minh hải lập tức đem minh hải định trụ những thần thi ma thì trong minh hải vừa mới dâng lên kia lập tức đình chỉ lên cao từng cái bị ép tới chìm vào trong biển minh hải gió êm sóng lặng nửa điểm không một đoạn sóng âm thiên tử phun ra một ngụm máu phù phù quỳ xuống đang muốn hướng thiên hà thủy sư xin tha đột nhiên lưu ly thanh thiên tràng mở ra một đường u minh thái tử duỗi ra đại thủ đem hắn bắt đi vào long kỳ lân tức hận nói thế huynh chúng ta hẳn là chờ một chút đợi thêm mà nói âm hiền đệ liền sẽ chết u minh thái tử mặt mũi tràn đầy áy náy hướng âm thiên tử đỏ mặt nói là ta trách oan hiền đệ không nghĩ tới hiền đệ trung can nghĩa đảm nghĩa bạc phân thiên vậy mà vì huyền vũ thiên cung ta xả thân quên chết thẹn chết ta âm thiên tử hữu khí vô lực lườm hắn một cái trong miệng từng luồng từng luồng máu tươi kém chút ngất đi minh hải hắn khổ luyện mười mấy vạn năm bị thiên hà thủy sư chấn áp minh đô thiên môn cũng bị thiên hà thủy sư đánh nát một thân gia sản có thể nói ném đi hơn phân nửa nếu như không thể hung ác kiếm bộn chất béo từ trên thân tên nhi từ ngốc huyền vũ ta chẳng phải thua thiệt lớn hắn tỉnh lại nhưng thương thế thực sự quá nặng khí tức uể oải u minh thái tử vội vàng đỡ lấy hắn hướng hắn giới thiệu long kỳ lân bọn người nói đây cũng là long huynh đệ mấy vị này là hậu nhân đông đế còn có vị này là biểu muội ta công chúa nhà nam đế âm thiên tử nhìn chăm chăm long kỳ lân cười lạnh nói đạo huynh ngươi mấy vị huynh đệ này ngay cả tên thật cũng không dám báo ra đến chỉ sợ có bẫy yên nhi có chút khẩn trương hậu thế lúc tần mục đến thăm bắc đế u minh thái tử đã gặp qua bọn người nhưng chưa từng gặp qua hình thái hình người của long kỳ lân mà lại khi đó yên nhi không mập không ốm thân thái mỹ lệ không giống hiện tại mập như vậy nếu như báo tên thật chẳng phải ở hậu thế sẽ bị u minh thái tử nhận ra Long Kỳ Lân cũng rất lạnh nhạt, nói, nghe nói âm thiên tử âm hiểm xảo hoạt, có một tay thần thông, biết người tính danh liền có thể giết người. Trước mặt âm huynh đệ, ta không dám thông báo tính danh, cùng là người thiên nhai lưu lạc, gặp lại làm gì từng quen biết, nói hay lắm. U Minh Thái tử vỗ tay tán thường, cười nói, âm lão đệ, ngươi có thần thông như thế, cũng không trách Long huynh đệ không báo tên thật. Yên nhi đối với Long Kỳ Lân cực kỳ khâm phục, quăng tới ánh mắt ngưỡng mộ, Long Kỳ Lân trong lòng âm thầm đắc ý tốt xấu gì ta cũng đi theo giáo chủ đọc qua chút thi thư. Đáng tiếc không có cái đuôi, nếu không du lắc một cái. Âm thiên tử bị trọng thương, nhất thời trong chốc lát khó khôi phục. U Minh Thái tử đem hậu nhân trong cung huyền vũ tụ tập lại, xin mời Long Kỳ Lân đến hoạt động binh khiển tướng. Long Kỳ Lân xúc động nói, điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, ta từng theo cao nhân học qua một chút, ta đến bày trận, đừng nói thiên hà thủy sư, cho dù thiên đình thập vệ đến đây cũng đừng hòng đánh vào huyền vũ thiên cung. Âm thiên tử cười lạnh không thôi, chưa lấy nhìn long kỳ lân làm trò cười trận pháp của thiên hà thủy sư có uy lực bực nào kinh người chi thủy sư này có nhân số đông đảo ngàn thuyền vạn hạm nó trận pháp càng là cao thủ trong thiên đình trận pháp căn cứ cấu tạo nhục thân từng tôn cổ thần cùng phù văn đại đạo đến thiết kế cho dù âm thiên tử cường giả bực này dưới uy năng trận pháp của thiên hà thủy sư cũng dễ dàng sụp đổ không chịu nổi một kích gia hỏa họ long này mọc ra cái đầu kỳ lân lung tung bày trận khẳng định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn long kỳ lân mặc dù khoe khoang khoác lác nhưng trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Hắn đối với bài binh bố trận không thế nào lành nghề, hắn đi theo tần mục học qua rất nhiều thứ, nhưng tần mục sở học quá nhiều quá hỗn tạp, có nhiều thứ tần mục có thể tinh thông mọi thứ, nhưng Long Kỳ Lân lại làm không được. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Hắn vụng trộm hỏi thăm tần mục trốn ở trong vầng sáng. Tần mục giữ vững tinh thần, dùng còn sót lại thần thức truyền thụ cho hắn như thế nào điều khiển cao thủ trong cung, phát huy uy lực lưu ly thanh thiên tràng mức độ lớn nhất. Long Kỳ Lân mặc dù biết không nhiều đối với trận pháp biến hóa chi đạo, nhưng theo bộ vẽ hồ lô, điều khiển đàng xà thần nhân cùng huyền quy thần nhân trong cung, mệnh bọn người tiến về 28 trọng thiên trong lưu ly thanh thiên tràng, kết thành từng tòa trận pháp, giữ vững từng tòa dị bảo lưu ly thanh thiên tràng. Trận pháp bọn người hoàn toàn có thể đem uy năng những dị bảo này toàn bộ phát huy ra, mà lại phòng ngự vững chắc. Mối chốt nhất chính là các loại bảo vật trong lưu ly thanh thiên tràng phong phú, Long Kỳ Lân bày ra trận pháp, lại có thể nhập ra tùy tục căn cứ thuộc tính bảo vật khác biệt, bài bố rất nhiều trận pháp. Trong lưu ly thanh thiên tràng này có mấy ngàn kiện dị bảo đến từ tổ đình, long kỳ lân vậy mà bố thành mấy ngàn loại trận pháp không giống nhau. U Minh Thái Tử sớm đã phục sát đất, cho dù âm thiên tử đối với long kỳ lân rất là khó chịu, nhưng nhìn thấy thủ đoạn hắn bài binh bố trận, cũng không thể không khâm phục tài học của hắn. Những trận pháp này nguyên lý, trận pháp kết cấu, thậm chí ngay cả hắn cũng xem không hiểu, hai mắt đen thui. Ngay tại thời điểm Long Kỳ Lân bày trận, thiên hà thủy sư đã công tới nhưng mà thiên hà thủy sư vô luận từ chỗ nào cái phương hướng công tới long kỳ lân đều tiện tay đều binh khiển tướng phái ra một chút thần nhân trong cung đi qua bài trận liền đem thiên hà thủy sư tùy tiện ngăn lại lưu ly thanh thiên chàng này có uy năng cực kỳ cường hãn cho dù đám người trong huyền vũ thiên cung xa không phải địch thủ của thiên hà thủy sư nhưng thủy sư lâu thuyền giết vào huyền vũ thiên cung xông vào tầng tầng chư thiên liên gặp từng kiện bảo vật uy năng đáng sợ kia tàn mát ra trận trận đạo văn hướng lâu thuyền oanh kích mà đi trên lâu thuyền rung động đáng sợ không gì sánh được đi vào lô thuyền liền phá thành mảnh nhỏ chúng thần trên thuyền nhao nhao chết thảm vậy mà không người có thể còn sống thiên hà thủy sư công liên tiếp mấy lần gãy binh tổn hại tướng không thể đánh vào huyền vũ thiên cung thủy sư thống soái lập tức thay đổi trận hình lại lần nữa tiến công long kỳ lân lập tức luống cuống tay chân không biết nên xử trí như thế nào phi đem hoa cái 28 trọng thiên lưu ly thanh thiên tràng mỗi một trọng đều chia ra làm 360 trăm chu thiên khắc độ thần thức tần mục truyền đến chỉ điểm hắn nói để nhất trọng thiên xoay tròn tám khắc độ đệ nhị trọng thiên nghịch chuyển ba khắc độ, đệ tam trọng thiên xoay tròn 62 khắc độ. Long Kỳ Lân vội vàng đi vào dưới cây cột lưu ly thanh thiên tràng, khom người cúi đầu, chỉ thấy tầng tầng thanh thiên của mỗi người trong lưu ly thanh thiên tràng xoay tròn, món bảo vật này nội bộ các loại dị bảo cùng thủ hộ dị bảo của đàng gia thần nữ, huyền quy thần nhân lập tức di động vị trí, chuyển vị đến các phương hướng khác nhau. Thiên Hà Thủy Sư thống xoái bày trận là nhằm vào trận pháp bảo trấn thủ tất cả kiện dị bảo vệ mà đến, giờ phút này trận pháp biến hóa, dị bảo đổi, để nhân mã thiên hà thủy sư đại đoạn tử thương thảm trọng thống soái kia tự mình đến công long kỳ lân điều khiển u minh thái tử đi qua u minh thái tử mặc dù trung hậu trung thực nhưng tu vi cảnh giới lại là đế tọa cường giả thiên hạ ít có lại thêm huyết mạch huyền đế vũ đế để chiến lược hắn kinh người mấy hiệp ở giữa đã trọng thương thủy sư thống soái kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người